Ăn cái đồ dẻ thối về nhà thì cả nhà ngửi. Muốn mình ngồi cao, muốn mình ngồi thấp. Ngồi thấp cho qua đồng đi hả? Ngồi thấp thì sao ta không thấy cao mặt. Thì mọi người dễ thấy hơn. Cao thì mình hên cao kiểu quá. Thế hả? Không phải là mình muốn nghe. Cho sao ta thấy mặt. Rồi đây không sao đâu. Thế chỗ này đâu nhầm gì đâu, đâu có chảy máu gì đâu. Nhớ là sáng thường nói chuyện kiểu đó chắc ông về ông suy nghĩ thôi mình bị gài cái thế rồi, mình tốn 1 triệu đi xây một nhiều nít cho thằng Long nó ở đây khỏi chạy tới chạy lui tốn xăng. Dám nó nghe mình đâu biết được không, muốn làm chuyện lớn thì phải mình chỉ ăn tép thôi, mình đâu cần ăn tôm đâu. Mà muốn bắt tôm thì phải ăn tép trước. Không có ở đó đất rộng mà, trời ơi xây đi. Đó là nói chuyện phong thần. Cho nên trong những năm gần đây nè, từ những năm gần đây về vài năm về trước, tất cả các chùa Việt Nam á, người ta làm tượng Phật, đó là tượng Phật nằm không à. Nằm là gì? Nằm là Phật ngủ, Phật relax, nghỉ mệt, hết làm việc, hết giờ làm việc nha. Tới thời Di Lạc tái sanh. Di Lạc tái sanh là phải là gì? Phải có một chuyển luân thánh dương, chứ không phải là một người thường được. Người gọi là phi thường, vua của tất cả các loài vua. Vì vua chuyển một cái thời bỉ cực thành một thời thái lai, nó không là vừa pháp mà vừa đời nữa. Thì chỉ có con thượng đế mới xuống làm thôi. Thì sư phụ có 12 anh em, mỗi một thời đại, mỗi một hành tinh, đến một cái thời đại mà cần phải đổi qua một cái công thức để sống cho an hiền ở lành, thì chỉ có con trời mà xuống đây để mà làm những việc này, lập ra một cái đạo mới, một cái công thức mới. Thì sư phụ là người lãnh nhiệm vụ đó. Mà đến hôm nay mấy vị kêu nói rõ luôn đi, tên Kiệt là của con đó. Đức thầy nói như vậy trong cái Xuân Hạ Tới Quần Thư. Con là thiên tử thì con nói con thiên tử đi, con là minh vương nước Việt Nam sau này thì con nói cho họ định hướng. Thì mấy vị kêu sư phụ, sư phụ mới làm. Chứ bản tánh sư phụ là không có tự cao ngã mạn. Mà tại sao mấy vị không kêu 5-7 năm trước mà để lúc này kêu? Tại sao cái thiên biệt 3 tháng trước mấy vị không kêu mình lập và ngay lúc này? Tại vì lúc này là cây găng nó sắp rụng rồi đó, con biết không? Mình phải làm cái dàn giá trước. Cái xa đồ của cô mình nó phải đi được cùng cái thời điểm. Làm sớm thì nó không có hay. Cái gì nó cũng phải có thiên thời nhân lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa, nó phải đúng thời gian. Chuyện gì nó xảy ra. Thì sư phụ là người truyền tin là giống như tin tức đài CNN mỗi ngày vậy đó. Mỗi một thời khắc đều có tin tức mới, nhưng mà cái nào quan trọng thì sư phụ thường nói lên. Còn cái gì mà căn bản mà để cho mình sắp sửa dự liệu những chuyện sắp xảy ra thì sư phụ cũng đã nói. Mà đâu phải nói cái bữa nay xảy ra đâu, tin tức thiên đình mà đâu phải như tin tức của đài đâu. Bây giờ mấy con coi tin tức đài còn chán hơn coi tin tức này nữa đó. Đây tin tức đài nó tới nó lui, hù dọ hù uốn hù Putin hù nuclear, nó cứ tới lui là máy bay bay qua bay lại hải phận. 10 năm nay mấy con nghe cũng chán đó. Bây giờ nghe kết cuộc là nước Mỹ sẽ có tổng thống mới, đó là tin tức mới. Cái tin tức mới nhất cập nhật đó là nước Việt khổ, sắp sửa khổ nữa, đói còn đói nữa. Tin tức kế tiếp là tất cả mà trong năm thứ ác mà sư phụ nói đó, là cái ác mà thể chế vô thần đó, trong đó có nghe, trong đó có Trung Cộng, trong đó có nước Việt, có Cuba, có Bắc Hàn, thì đó năm thằng đó, đó sẽ cùng đi một lượt. Rồi cái mà bệnh tật nó cũng sẽ cùng đi theo.
Bởi vì mỗi lần mà nói chuyện cái quên chữ nghĩa đó dò vô đây cái mất ý thôi, thà quên chữ nói mấy con tự gãy ra. Chứ ngồi nói chuyện chỗ này thì nó luôn tuồn cái điểm nó nói ra. Hả? Nó cũng thuộc về trong năm mẻ á. Là con biết Mã Lai đâu liên quan gì bên Trung Đông, mà nó là gì cái đạo. Đạo là đạo A-la đó. Nó binh nhau. Thế mà binh cái khối đó, thằng Do Thái nó nhất định nó phải dành sự sống cho dân tộc nó. Thế nên nó phải nhất định là phải dẹp Hamas. Còn Hamas là cả đống khối chùm khăn binh nhau là vì đạo. Mấy con binh họ thiên là cũng vậy đúng không? Thì họ cũng làm đúng một phần, nhưng mà họ quá cực đoan thì họ cũng thuộc năm cái ác đó. Mà nếu mà cái một ngày mà họ sanh đẻ lớn, cái quả địa cầu này cha không có dạy được những cái khác. Cho nên hôm nay nó là một trong năm thứ. Cả các má, cái má là có bốn nước cộng sản. Khói chùm khăn cũng là một cái án. Còn cái khói mà gọi là, mình không có nói trên này, cái khói mà tiền tệ đó, giàu có, con biết cái gì đó, Rothschild đó. Là nó nữa. Rồi thêm cái khói đầm lầy của Mỹ, kiểu Biden vậy đó. Thì tổng cộng 5 cái ác sẽ đi cùng một lúc. Thì lúc đó đó, bề trên mới làm việc được. Là cái thế giới này mới gọi là đại đồng. Sư phụ xuống trần không phải là riêng nước Việt. Đức Thầy gần 400 năm nay không phải chỉ lo cho nước Việt hay là hòa hảo, mà lo cho cả cái hoàn cầu này. Chẳng qua là nước Việt nó nằm giống như ngay cái trung tâm, thì cho nên Phật Thánh Tiên mới đầu thai, mới mang sắc phàm là người Việt thôi. Nhưng mà cơ trời đi là đi đồng bộ, đi toàn thế giới. Trên thế giới này tất cả những nhà tiên tri hay là những nhà chính trị gia lỗi lạc cũng chưa ai dám nói về kiểu sư phụ. Đồng bộ đi một lượt mà. Sư phụ đâu có nói là nghe đi trước hay là tàu đi sau đâu. Hai thằng mày đi một lượt. Nhưng mà chi tiết là như thế nào? Chi tiết là hai con rắn đầu sỏ, một con đó là phải bị giống như quật què rồi, nó không có giúp được cái con rắn bên này. Thì lúc đó Mỹ đánh lẻ tẻ hai thằng, chứ còn đánh một lượt tay đôi thì sao đánh lại. Thì cho nên đó là cơ trời đi để cho Nga nó tham, nó xâm chiếm Ukraine. Rồi hôm nay hàng Trung Cộng nhất định là phải đánh Đài Loan, thì nó cũng thê thảm như kiểu Nga, chẳng khác gì hết. Còn thằng Việt Nam mình là gì? Việt Nam mình là có bản án tử hình rồi. Cái thể chế Việt Nam bản án tử hình treo đó rồi. Nhưng mà cái ngày mà hành án á, thì là cái ngày đó sư phụ không dám nói. Nó rất là cận kề. Sư phụ chỉ nói như vậy: những đứa nào mà có trí tuệ mà biết ấy đó, thì phải coi ông Trump trở về. Và những cái chuyện mà sư phụ làm để cho nước Việt đó, thì nó là hiện hữu, chứ nó không có phải là sư phụ chỉ nói đạo rồi đi vòng ngoài hay là nói chuyện bâng vơ nữa. Người ta sẽ không có nói sư phụ là ảo tưởng nữa. Nó không phải ảo tưởng. Từ 5 năm trước sư phụ nói, ai nói sư phụ là ảo tưởng á, người đó bây giờ bắt đầu cũng phải giật mình á. Sư phụ là quá thiệt luôn á. Mà chẳng qua là vì chúng sanh không có bao giờ ngờ được và không bao giờ hiểu được ở cái thời đại này tại sao có một người mang sắc phàm nhưng không phải người phàm, chứ không có người phàm đâu, chỉ có phân nửa thôi. Và tại sao có một người nói chuyện gì cũng trúng đó, con có suy nghĩ. Tại sao những nhà lãnh đạo của thế giới phải sắp hàng cả ngày trời ngày xưa để mà coi bà mù bà phán mấy câu thôi là mấy ổng đã định hướng được cái quốc gia của mấy ổng. Hôm nay phụ nói tiếng Việt á, thì các con cũng định hướng được quốc gia của mình rồi. Sư phụ mà không lên nói 5 năm nay 100 triệu dân làm sao mà có tinh thần mà để tồn tại, sống sót tới ngày hôm nay. Sư phụ mà không nói á, ở bển nổi loạn nó giết hết công an lâu nay mấy năm nay rồi. Nó giết thì công an giết lợi thôi, nào có súng thì nó thắng. Bây giờ lòng dân không còn tin chức quyền, không còn tin lãnh đạo cao cấp. Nên đâu có gấp, không còn tin thành phố không tin trung ương, không có tin thứ bộ gì hết. Thứ bộ chẳng có tin đảng nữa, đảng chẳng có tin cái thể chế nữa.
Mình không tin nó thể chế mình, nghĩa là mình không tin gì. Mình chỉ tin cho bản thân mình. 4 năm tôi làm xong, tôi hốt mớ, tôi chuyển tiền qua Mỹ rồi tôi xong. Còn ai muốn làm gì làm. Đó là sự thật là như vậy. Chẳng có ông nào bây giờ mà lo cho dân hết. Mấy ông biết là mấy ông có bản án tử hình rồi. Chứ hụ nó là trốn. Người tính không bằng trời tính. Nếu mà không trúng, ông Trang Trình ông nói một câu: Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Ngày xưa ai cũng tôn trọng ngài Trang Trình, ông ngoài Bắc ta tôn trọng. Bảo Giang là gì? Một quốc gia gắm dốc bảo quốc. Giang là những cái dòng sông. Sư phụ sanh ra những cái dòng sông miền Tây hiền hòa. Con của ông, nghe ông Thợ Mộc rất là hiền hòa, ba của sắc phàm rất là hiền. Thiên tử xuất, sư phụ là thiên tử chân mệnh xuống trần để mà lập lại nước Việt mới cùng với đức thầy. Bất chiến tự nhiên thành. Hôm nay Thiên Việt ra đời, kết nạp tất cả những thành viên trong đó, cộng luôn cả đảng viên. Đảng viên yêu nước nghe, chứ không phải đảng viên mà bị dân ghét. Thay vì đảng viên dân ghét là dù không có can thiệp được. Cái nào mình nói trước nghe mấy đại ca. Và đồng thời kết nạp tất cả sĩ quan Đà Lạt và Thủ Đức và con cháu Chim Hiền ở Mỹ. Miễn làm sao mà yêu nước chân chánh và có học thức, gọi là chất xám 6 triệu, để mà về gây dựng lại một cái quốc gia nước Việt đổ nát. Đó là đảng Thiên Việt. Thiên Tâm thì là đưa sau hậu cộng sản. Thiên Tâm sẽ là một nền móng vào học đường để cho người con cháu nước Việt mình sau này có nhân lễ nghĩa chế tính. Nó không có còn vô đạo đức như thời nay nữa, vô nhân hóa nữa. Còn Thiên Việt là những người lỗi lạc, những người có trí thức, giống như cái bác hồi nãy gì đó, nhà khoa học gia gì đó, cái kỹ sư gì đó. Sư phụ nhắm người nào là Thiên Việt là Thiên Việt, người nào nhắm là sư phụ thấy người nào Thiên Tâm là Thiên Tâm. Đệ tử này Thiên Việt nè, sẽ sau này giúp sư phụ. Thì Thiên Việt là về phần Bồ Tát Đạo, ở mặt đời chết sẽ thành thần, nếu không có biết cầm cuốn kinh, nếu vẫn không có giữ giới mà ăn uống cũng ok. Còn Thiên Tâm thì phải ăn uống giữ giới đầu kỹ. Thiên Việt chỉ cần một giới đầu tiên của giới Thiên Tâm là cái giới mà trả ơn cho tổ quốc là được rồi. Nhân lễ nghĩa chí tính thôi. Thì làm cái chức bí thư hay là chức này chức nọ thì biết sợ làm sao mà dám ăn hối lộ như thời nãy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bằng đó phải bằng đi học thiệt chứ không phải bằng mua. Thì một người thông minh thì cả ở dưới thông minh, là thượng bất loạn thì hạ gì đó, câu gì đúng á, thượng bất chánh thì hạ tất loạn. Thì một người mà Thiên Việt biết ngăn nắp trên dưới và biết giữ giới luật thì làm gì nó loạn như kiểu này. Thượng bất chánh hạ bất loạn. Còn bây giờ á, 100 triệu người để cho mấy trăm thằng ngu dốt đứng lên chỉ ngón tay làm thế này thế nọ. Thì con nghĩ dân mình bây giờ là đi uống nước ao, nước hồ là vậy á. Mấy đứa nhỏ mà con một con không có tiền á, Sài Gòn bây giờ mỗi ngày ai không có bệnh nó dục ra khỏi nhà thương á. Nhân bất chính hạ bất loạn. Hạ tất loạn. Ai mà còn tin đảng cộng sản sẽ tồn tại mà ở đây mà còn phá rối cộng đồng á thì người đó gọi là siêu ngu, tức là ngu hơn cái thằng đi ăn cướp của giết người mà bị tử hình á, hiểu không? Còn chữ vô minh chắc họ không hiểu. Nhưng mà cái này cho con nói. Con nói đi. Nếu mà nói là cương lĩnh á thì mình cứ đọc hai bài kính thiên đi rất rõ. Nhưng mà mình cần hỏi cương lĩnh như thế nào á, đọc hai bài kính thiên thôi. Rõ ràng ở trong đó. Không ai hiểu đâu con, ở ngoài đó cả trầm và đạo. Con có cái tầm tốt. Để sư phụ đọc cái thơ sơ, cái cương lĩnh cho mấy người này nghe. Cương lĩnh này chỉ mới soạn thôi, nó có mười mấy điều. Cương lĩnh và ý thức chính trị của đảng Thiên Việt là toàn thể những điểm chính yếu tóm lược để hướng dẫn đảng theo đường lối chính sách xây dựng quốc gia, dân tộc phát triển. Cái này
chưa có phải là final nha, final cho phụ phải trình về trên bề trên với Hùng thì xong nói approve. Thua làm gì cũng phải trình con này mình đọc để mình có cái khái niệm trước. Số 1, ý thức tổ quốc và dân tộc. 1.1, ý thức rằng quốc gia Việt Nam đã trải qua bao ngàn năm bắc thuộc, bị phong kiến, thực dân và cộng sản cai trị, đã đưa đất nước mất chủ quyền và nô lệ dân tộc, có nguy cơ bị đồng hóa và diệt vong. 1.2, ý thức rằng quyết tâm xây dựng quốc gia Việt Nam phát triển theo tinh thần nhân bản, khai phóng khoa học, văn minh và thịnh vượng, dựa theo nền tảng thiên tâm đạo, tôn thờ thượng đế, quý trọng nhân sinh mạng, người Việt biết tu sửa tâm tánh, đạo đức trọng hiếu nghĩa theo đạo lý ngàn đời của dân tộc. 1.3, ý thức rằng quốc sách đoàn kết toàn dân lấy ân báo oán, người Việt Nam và các dân tộc thiểu số trong các trong nước Việt Nam mọi vùng miền, không phân biệt gốc gác chính kiến phe phái, không phân biệt người quốc gia hay người theo cộng sản, tất cả người Việt có lòng yêu nước và yêu dân tộc Việt Nam. 1.4, ý thức rằng tinh thần quốc gia dân tộc, dân sinh, dân quyền và bình đẳng mới giúp dân Việt tiến bộ, không chấp nhận vay mượn tà thuyết ngoại lai, cộng sản Mác Lê chủ nghĩa xã hội và thuyết tiến hóa của Charlie Darwin. Số 2, nhận thức mục tiêu. Nhận thức để thể chế chính trị quân chủ lập hiến là cần thiết cho Việt Nam, vì Việt Nam bị Tàu đô hộ bao nghìn năm phong kiến chuyên chế, cổ hữu cai trị thực dân, xâm chiếm chủ nghĩa cộng sản, tham tàn dùng chính sách ngu dân độc hại. Những độc hại này đã biến người Việt Nam thành kẻ mất tinh thần quốc gia độc lập, chịu chấp nhận làm nô lệ. Điều này đã dẫn dắt đất nước vào chỗ nghèo khổ, lạc hậu triền miên. Có người trở nên độc ác, do đó cần một thể chế chính trị dương đạo, trường kỳ luật pháp liêm chính, công minh kỷ cương mới xây dựng lại được đất nước Việt mới hùng mạnh và nền giáo dục văn minh nhân bản. 2.1, thành lập quốc hội, lập hiến, soạn thảo hiến pháp mới đặt tổ quốc và quyền lợi tổ quốc dân tộc Việt Nam lên trên hết. Hiến pháp phù hợp luân thường đạo lý dân tộc Việt Nam và pháp chế tam quyền phân lập, lập pháp, tư pháp, hành pháp, vương quyền hành lãnh đạo tối cao. 2.1a, quyền hành của hành pháp, trong đó có quyền hành của quốc vương. 2.1b, quyền hành của tư pháp, quyền hành của quốc hội. 2.2, thiết lập và cải tổ hành chánh quốc gia. Cần cải tổ nguồn máy hành chánh quốc gia từ trung ương đến địa phương sao cho phù hợp hoàn cảnh địa lý và xã hội Việt Nam. Nguồn máy hành chánh điều hành chính phủ không cồng kềnh, nhân sự phải gọn gàng, có hiệu năng dù quản trị. 2.3, hiến pháp mới tôn trọng quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, ngược lại công dân phải tôn trọng và bảo vệ hiến pháp. Số 3, sách lược và kế hoạch phát triển. Cần thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc toàn dân nhằm chỉnh đốn văn hóa đạo lý dân tộc bị chủ nghĩa cộng sản hủy hoại nhồi sọ lâu nay. Chương trình giáo dục này xây dựng trên tinh thần dân tộc nhân bản, khai phóng khoa học văn minh và thịnh vượng. 3.1, công dân giáo dục nâng ý thức hiểu biết tôn trọng luật pháp quốc gia và môn học được nâng lên hàng quốc sách, có khen thưởng và xử phạt, duy trì sự học hỏi nghiêm minh. 3.2, đức dục là môn học nâng hiểu biết giá trị nhân ái, hiếu nghĩa, luân lý và trách nhiệm bảo vệ tài sản công dân, tài sản quốc gia để chấm dứt bản tính quen thói trộm cắp cướp giật do cộng sản để lại. 3.3, khoa học kỹ thuật không ngừng phát huy và áp dụng các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tân tiến phát triển vào nông, kỹ nghệ, thương mại của đất nước. Số 4, về quốc phòng và an ninh xã hội.
340A quốc phòng quyết tâm xây dựng một nền quốc phòng hùng cường để đương đầu với Trung Cộng và các nước tham vọng xâm lăng Việt Nam trong tương lai. 3.4B an ninh xã hội xây dựng lực lượng cảnh sát quốc gia bài trừ tệ đoan xã hội, bảo vệ dân chúng và tài sản của đồng bào, giữ vững an ninh trật tự xã hội. 3.5 kinh tế quốc gia dựa trên động lực thúc đẩy kiếm lời của muôn dân Việt Nam để họ được sống sung túc, ấm no, hạnh phúc và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. 3.6 chính sách ngoại giao mở rộng ngoại giao các quốc gia bạn lẫn thù, miễn sao có lợi cho quốc gia mình. 3.7 xây dựng xã hội để phát triển kinh tế. 3.7A mục tiêu chiến lược, kế hoạch có thể thực hiện cấp bách trong vòng 3-4 năm hoàn thành. Tất cả phát triển quốc gia muốn phát triển quốc gia, phát triển cơ cấu hạ tầng, phải phát triển cơ cấu hạ tầng. Trước trường học phổ thông, trường học chuyên nghiệp, điện tử, trường dạy nghề, ngắn hạn đáp ứng lĩnh vực cần thiết, bệnh viện, y tế, toàn dân, đường xá, giao thông. Trên bộ, trên sông, ngòi, trên biển, từ đó giúp đỡ, hỗ trợ sản xuất nông sản. Hàng công nghệ nội, ngoại thương, phân phối, tiêu thụ. 3.7B, mục tiêu chiến lược, tiếp nối kế hoạch, chiến thực, nói lên phát triển mục tiêu, chiến lược xây dựng phát triển quốc gia phú cường lâu dài. Số 4, linh động điều chỉnh những đề cương trên cũng cần linh động phù hợp theo mỗi giai đoạn lịch sử và khoa học phát triển của thế giới. Số 5, xây dựng đảng viên Thiên Việt tiếp trợ cương lĩnh. Đảng viên Thiên Việt là những công dân Việt Nam yêu nước. Đảng viên Thiên Việt ý thức. Đảng viên Thiên Việt là những nhà trí thức có chất ẩn với lòng dân tộc, được rằng họ là những người có sứ mệnh được Thượng Đế giao phó góp phần cứu nhân độ thế giúp đời. Đảng viên Thiên Việt luôn đặt tổ quốc trên hết, trên tiên phong trong vai trò phổ biến hướng dẫn thực hiện đường lối sách lược của đảng nhằm xây dựng phát triển kinh tế quốc gia. Số 6, điều khoản quyết tâm hoàn thành thực hiện chủ trương cương lĩnh này giai đoạn hậu cộng sản. Đó là chỉ đọc sơ thôi, chưa có final. Chú phụ còn phải thêm bớt, rồi cha cũng phải đọc qua, mấy chư Phật cũng phải đọc qua cái này, rồi những vị hùng thiên sông núi như vua nước Việt là ngài Trận Đạo phải đọc qua, rồi tất cả những vị mà theo dạy sư phụ gần mấy chục năm á cũng phải đọc qua cái này. Cho nên mỗi cái gì á, cả cái logo là 1 triệu tiếng nói cũng phải được approve mấy gì. Cho nên không phải cái gì mà Kiệt này muốn làm thì làm. Đầu tiên á, là cái này là do mình suy nghĩ ra. Chữ T là thiên, chữ V là Việt. Nước Việt sau này sẽ thống trị thế giới này, cho nên phải ôm cái trái đất và bự nhất. Hoàng Sa mình nhất định sẽ lấy lại, nó không còn là một cái quyền của Trung Cộng. Trường Sa cũng vậy. Rồi mình muốn những cái bước đầu để hòa hợp dân tộc thì màu vàng, da vàng là da của người Việt, máu đỏ 100 họ Bách Việt, thì chữ T là màu vàng, chữ V là màu đỏ. Rồi mấy đứa đệ tử thêm mấy ngôi sao ngay cái chữ này, rồi giống như cà vạt vậy đó, không thác ba hạng đây. Nhưng mà mình cũng chưa biết là ở trên có đồng ý cái này hay không, nhưng mà đại cương thôi. Thì đệ tử Hằng Nga đây nó làm này, tất cả những gì từ logo tới cương lĩnh, cho nên mọi thứ cũng là đang còn trong cái dòng thăm dò mọi lòng người. Và có hiện bây giờ thỉnh thư để mà về trời, để mà thỉnh chuyện này về nước, tất cả mấy nghìn cái thơ rồi gửi về rồi, để mà cho bề trên đọc là tất cả con dân nước Việt đã muốn sư phụ về nước thì họ đã viết thỉnh thư rất là nhiều. Nhưng mà mọi chuyện chúng ta nên nhớ nha, là khi Kiệt đầu thai xuống trần thì Kiệt là người có khả năng xây chuyển qua địa cầu này, xây chuyển để mà cho bớt nhiều người chết. Nhưng mà bề trên thì lúc nào cũng đang đứng đây đầy gia hộ. Nước Việt cũng vậy.
mà xuống đây một người con của Thượng Đế mà lập đạo, rồi lập đời, xây đời, thì cả hai cái đảng Thiên Tâm và Thiên Việt, Thiên Tâm là một cái đạo, Phật Di Lạc là giáo chủ ở tầng trời Đâu Xuất Thiên. Xuống trần cái đạo được con của cha là người truyền tin thì là giáo chủ đời thứ hai. Nhưng cái đạo này rất là cũ rồi. Còn nếu về nói về mặt đời mà kiếp sống nhân sinh chúng ta, người hữu hình á, thì đạo này nó ra đời từ chạy tàu Nam Hà, Bắc Hà, Nam Ninh năm 1979 rồi. Cái đó mình nói hoài. Trở về cái đảng Thiên Việt. Nó sẽ... Ai hôm nay á, mà có một lòng trắc ẩn hay là có một cái kiến thức căn bản thôi, không có cần phải là gì hết, thì nó là một cái đảng hòa hợp dân tộc. Còn ai mà không thích hay là gì á, thì cái đó là để từ từ họ cũng sẽ nghiên cứu lại. Nhưng mà cái thời gian á, có còn, họ có còn cơ hội nữa hay không. Cái gì á, nó cũng phải có gốc, có nguồn và có cái khởi đầu, chứ nó không có cái dạng như 30 tháng 4 lúc vô chạy ngoài đường. Thì tôi chỉ đọc sơ sơ cương lĩnh à, nãy cái bác mục sư này thật sự không biết có ông mục sư ở nhà thờ nào, bác có địa chỉ không, bữa nào con tới con làm lễ. Ở Dallas Baptist Association. Dạ con biết, con biết. Nhưng mà bác là một nhà truyền đạo, bác cũng ghét cộng sản kiểu đó, huống hồ chi là những người bình thường không ghét. Trời, một mục sư gì mà cũng ghét cái chế độ cộng sản nữa. Con đâu có ghét cộng sản, thương không hết. Tại nước Việt mình cũng ác lắm. Hồi xưa mới có tới Huế à, rồi chúa chính chúa 13 vua á, giết hết người Chiêm Thành, rồi mới mở ra cái mảnh đất miền Tây, rồi tới mũi Cà Mau, rồi tới thời mặt cũ lấy đất của miền của người ta nữa. Chầu của mình là đại ác, cho nên mấy đại ca bởi nó sản nghiệp giùm mình, mình phải lại mấy ông mới đúng. Mình còn mảnh đất hôm nay còn sướng hơn người Do Thái. Do Thái nó phải dữ dằn lắm, nó mới ở được có chút xíu, có cái dãy Gaza thôi, còn mình mở bờ cõi rộng lớn. Nhưng mà cuối cùng á, mấy ổng là đang hưởng lấy đất của tổ tiên của ông bà mình rất là cực khổ, mà đi bán cho Trung Cộng. Cái thằng Việt chết, thằng Thiết á, nó đứng ở Phan Thiết, nó chỉ ngón tay tới đâu á, là nó mua hết tới đó. Trên thế gian này không có chuyện gì kỳ cục. Rồi có cái thằng khỉ tên gì ở Mỹ nè, nó mua hết bản quyền của tất cả của Lam Phương, của Trịnh Công Sơn về tay bản nhạc nó. Cái ngày mai nó tắt, chúng ta không có được nghe nhạc nữa, không có được karaoke nữa. Con thấy chuyện tức cười không? Một cái xã hội này nó tiếu lâm á, một thằng chỉ ngón tay cái là mình mất hết đất nước Việt mình. Một thằng á, nó làm cái tờ giấy gì không biết, rồi cái là tất cả bản nhạc của nó, tài sản của quốc gia đó biết không. Mấy thằng này là mấy cái thằng mất xác mất hồn, tội đồ của dân tộc. Cái tự nhiên cái thằng Bùi Hiền, trời ơi, lịch sử của mình 3-4 ngàn năm chứa đầy thư viện, tự nhiên đổi chữ lại, rồi mấy đứa nhỏ làm sao biết được ông Trần Hưng Đạo là như thế nào. Mình nói chuyện Trần Đạo á, nó học nó XO hả, có phải là mình mất gốc không, mất tiếng nói là mất dân tộc. Đó là lý do tại sao Thiên Long Giang này á, hồi sáng mình chỉnh ông thầy đó, nó không phải là chỉ từ thiện, nó là một cái nôi, một cái ổ chim để đẻ ra muôn trùng chim con cháu của ở đây, cháu ngoại cháu nội tương lai cũng về đây để biết cái nguồn cội của người Việt mình, đó là Thiên Long Giang này. Ngoài cái chuyện từ thiện, từ thiện ăn chỉ có một đời hay là hai đời đây, cái này nó quan trọng hơn từ thiện gấp nghìn nghìn lần á. Cái mảnh đất mình đang ngồi đây là một cái nền văn hóa của một dân tộc ở xứ người, có một nơi mà mảnh đất để cắm dùi á, dũng chữ nó dễ hiểu. Có ai ngon á, đi về nhà cắm cái lá cờ vàng ba sao đỏ trước cửa nhà đi, vài ba ngày á cũng có người dám tới là kiếm chuyện với mình đó. Còn ở đây mình vẫn là hiên ngang cắm cờ, mình vẫn tụ tập ở đây, mình vô đây là mình cảm thấy một cái nơi thanh bình, Thiên Long Giang.
Rồi hồi nãy bác luật sư nói biết con là ai vậy bác? Ở núi Cấm. Ở trong núi Cấm thì ai cũng biết rồi, tại vì người ta đã nhuần nhuyễn gần cả 100 năm nay. Cái Xuân Hạ Tác Cuồng Thư nó đã ra đời năm 1940 trước khi Thiên Tướng Kiệt này ra đời. Chớ nóng nảy sân si hư việc, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy, rồi Minh Dương gì đó. Thì hôm nay Minh Dương xuất hiện nè, ngồi trên đỉnh nè. Chứ nếu không á là mấy cái đó thành tiểu thuyết sao? Miền Tây ai mà không biết. Thôi được rồi, khỏi giải thích. Kinh điển người ta biết rồi, chẳng qua Việt Nam người ta không nói thôi. Có một cái này á, phải đặt câu hỏi. Đặt cái hỏi quan trọng. Một cái đội quốc gia đang thiếu nợ quốc tế, không có tài nguyên, không có biển cả, một cái gánh nặng của một cái một người mà lên để tiếp thu một cái thể chế sụp đổ như vậy đó, là một cái đống rác và một đám lớp trẻ 18 tới 40 là đại họa vô văn hóa. Rồi làm sao trong vòng 3 năm mà họ một nước Việt lên thành cường thịnh? Rất là khó làm, nghe cũng khó lắm, nhưng mà không có khó. Hỏi mấy câu vậy đi thì người ta trả lời cho. Trong giai đoạn mà chuyển tiếp á, giai đoạn nó xáo trộn lắm, những người lợi dụng cái đó để nó đâu xáo trộn đâu. Bữa giờ công an ăn hiếp dân, dân tới nhà công an, ở bển thằng nào làm công an, dân nào ai không biết nhà nó ở đâu. Dầu cho nó có mười cửa sắt á, nó lấy cái máy hàng nó cắt cửa sắt vô con đập con chết á. Cho nên cái đó là cái nhức đầu đây nè. Thì đó là chờ chúng ta về để mà mình đem mấy công an đó đi du lịch qua Mỹ. Rồi cải tạo của họ bằng cách nào, phải cho họ qua Houston, rồi uống Starbucks, rồi ăn McDonald's, rồi từ từ là cải tạo. Chứ còn ở Việt Nam mà đem ra chạy tù như kiểu mà Nam Hà hay Côn Đảo, họ cũng vẫn không có biết được cái thế giới tự do như thế nào. Cho nên đó, mình phải đem họ qua Mỹ, 4,5 triệu đảng viên cho du lịch qua Mỹ đi chơi, về Thiên Long Giang chúng ta ngồi thiền. Đó là cách cải tạo của sư phụ. Giai đoạn đầu giải phóng đó, sư phụ, thì mấy ông này có một cái lực lượng công an và quân đội tiếp quản để bình định, ổn định cái an ninh. Thì lúc đó cái thiên biệt hay là cái thiên tâm của mình là cái nào để ổn định? Cái này thì chuyện cơ mật sư phụ không biết. Sư phụ trở lên mạng nó chỉ 30%, còn cái chi tiết như thế nào sư phụ còn biết. Chi tiết như thế nào Nhật và Mỹ nó đánh Trung Cộng như thế nào nữa kìa. Nhưng mà mình nói này đâu được. Con chỉ biết có lòng tin với cha, có lòng tin với tất cả những nhà tiên tri lỗi lạc, Notre Dame hay là Đức Thầy hay ông Trạng Trình, thì sư phụ sẽ về làm vua nước Việt là thiệt. Còn cái chuyện này sư phụ đâu có biết được. Sư phụ biết nhưng mà không dám nói, tại vì nói mất công nó nó để vài cục đá hay cản đường mình đó. Nhưng mà làm chuyện lớn thì không có sợ đá hay núi. Đá núi cao chừng nào thì hù leo chừng đó. Cái hù đâu có mặc áo giáp đâu, đâu có mướn bodyguard như kiểu Hoàng Kiều đi đâu có hai Mỹ bodyguard. Ông làm gì ông sợ? Ở Houston này bắn súng thiếu gì? Thằng nào đứng sau này bắn trái đi, nó sẽ có. Nhưng mà từ bi không có kẻ thù. Người nào mà có khí ý tưởng mà hại sư phụ là họ đã giết đi cả cuộc đời và dòng họ của họ rồi. Có ý tưởng thôi. Con thấy trên đời này Chúa đâu phải là dễ cho ta đóng ba cây đinh. Chúa đã biết chuyện gì sắp xảy ra trước. Chúa chỉ biết là cái chúng sanh thời 2500 năm trước rất là khó dạy. Chỉ đóng màn kịch thôi mà, Chúa đâu có chết. Con có hiểu không? Nhưng mà thời nay á, sư phụ muốn đóng kiểu đó, sư phụ muốn đóng trọn vẹn luôn. Nên sư phụ sống tới 88 tuổi đừng lo. Tại nước Việt mà còn bất công thì sư phụ phải tái sanh nữa, không có chịu. Nó sẽ là không có ai mà ghét sư phụ hết. Người nào ghét sư phụ người đó vô lý. Chỉ có một số ngậm bao thư rồi lãnh tiền á, rồi vô minh á, gọi là siêu ngu á, thì
nói càng làm đại rồi đại khái thì nó sẽ có mấy vấn đề đó. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, cũng phải có những thành phần đó để mới biết là mình là họ mới sợ mình, họ mới là mới nó phá mình đúng không? Còn nó không sợ đâu cần tới đây phá. Đảng Thiên Việt không phải Thiên Đăng Kiệt này thành lập, mà Thượng Đế thành lập, cũng như cái đạo Thiên Tâm của mình. Sư phụ là con cha, sư phụ mang thân phàm, mang lấy trí bát nhã của người đời để mà thực hành thôi nghe. Cho nên ai mà muốn chống trời thì cứ việc chống. Trên thế giới này chưa ai gan mà dám chống ông trời vậy. Đồ ăn á, tự ăn đi. Ủa, ngồi đây chơi một chút, nghỉ mệt. Ai muốn ăn gì qua lấy đồ ăn. Đó là một cái chân mệnh của một người xuống trần, khác hơn là một cái nhóm để mà quyền lợi cá nhân phe nhóm của họ, hai cái khác. Về ý nguyện đó, thì trong cương lĩnh có nói sơ sơ rồi. Mà chưa ai, chưa có đảng nào ghen mà dám kết nạp đảng viên về hưu. Chỉ có Đảng Thiên Việt là ghen vậy thôi. Vậy mà hộ đi thuyết trình ở dưới Nam Cali á, mấy bác Hồ vỗ tay mày việc hay với con. Chứ giờ mình tại ông nào cũng phải đó. Ông phái hòa hợp dân tộc à, mà được HO thương, được Việt Nam thương. Trời, HO khoái mình lắm. Cũng vậy, Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đi truyền đạo. Cho nên ở đây này thì ít có qua đây, năm qua đây chỉ có một lần hai lần. Thì mấy họ Thiên ở đây á, làm lên cái chỗ này mà đúng như lời của ông A Hồ ông nói á, là sau này á, là cả ngàn cả tỷ cả triệu người bước vô cái mảnh đất này á, là lúc đó mấy đứa con có nằm trong cái phòng ICU mà cận tử nghiệm, mấy con có thấy có vui vui không? Vui đúng không? Vui nghĩa là gì? Vui có nghĩa là chúng ta đã thành công, không còn lưu luyến thế gian, đi về với cha. Thì cũng là cái ý đó. Cho nên đứa nào đọc kinh cũng là cái ý đó. Còn đóng đinh, đóng cây hay cắt cỏ cũng là cái ý đó, cũng là tu á. Chứ đừng có tưởng mà làm như kiểu thằng Long hay mấy đứa này mà không tu. Đều là tu hết. Tức là mình vui. Khi lúc mình ra đi là mình vui. Mình nhìn bạn bè của mình á, hôm nay mình làm được gì cho nó. Còn tụi nó ở trong nó làm được gì cho gia đình. Còn mấy đứa con là làm được cho cả một cái thành phố Houston này 300-400 nghìn người. Đó là chuyện vĩ đại. Mà không phải chỉ cái thời đại này, mà những cái thời đại sau họ sẽ lưu truyền, rồi kết nối đi sau đó. Cho nên ông Hòa Hồ nói đúng, trồng cây phải trồng cho đúng nghe Thái tử. Mấy đứa đại tử của ngài trồng á, mà mai mốt đông lắm, xe vô đây đông lắm. Rồi phải nhổ cây ra, rồi phải mở đường lộ lớn. Cho nên mình làm gì mình phải tính đường lộ và tính cái chỗ đầu phát kinh. Dạ, con xin thầy nhận con làm đệ tử. Mấy tên tuổi rồi? Dạ, con 72. Tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Kim Tiến. Thiên Kim Tiến. Phải đọc lớn lên, mấy chữ Thiên đang đứng đây nè. Cái mấy gì?
Tại vì gặp sư phụ á, đừng có nghĩ là một mình sư phụ. Mấy vị ở đây khoảng mấy trăm người ở đây đó, có 18 vị A-la-hán lúc nào cũng giao hộ với xác phàm này. Rồi mấy ông rồng là thôi khỏi nói, mỗi cây có mỗi ông kìa. Dạ, vậy là Phật chào sư phụ con. Rồi con về nghỉ ngơi nha. Con đó, đó ghi một lần được rồi. Trời ơi, thần thông mà đừng có tham thần thông. Cái là nó có hiệu lực rồi. Ê, con hỏi ý kiến cho bộ trước. Không sao đâu. Về con phát cái đó ra đi. Dạ, dạ. Hồi nãy đây con phát nửa rồi hơn nữa rồi bộ. Có tiếc là không? Dạ không. À, vậy mới hay á. Phát mà còn tiếc cứ nghe còn lòng tham. Dạ, không tiếc mới là đúng. Vậy mà con phát được, con nãy ký được hết, con phát nhiều. Đà, cho để đừng tiếc nữa rồi, chứ nhưng mà phải giữ lợn tắm nha. Dạ, dạ. Lỡ ban đêm có ngủ không được á, lấy chừa lại tờ. Hồ ngồi nghỉ mệt rồi mới nói chuyện tích. Hồ có nhiều chuyện để nói lắm nhưng mà tự hết hồi. Trời nó hầm hầm cũng khó nói nữa. Mình đâu có phước như mấy ông thầy, mấy ông cha có máy lạnh rồi phải không? Vừa có bụt, vừa có microphone. Mình thuộc loại con của ông trời là đi giảng đạo ở gốc cây xó này xó nọ không à. Nhìn lên clip ơi, toàn là gốc cây đâu không à. Gốc cây với băng đá công viên đâu không à. Ngày hôm qua đi bộ vòng vòng cũng kể về đống chuyện cõi trời. Trời ơi, nhiều người khoái nghe mấy vụ đó. Nên xuống trần á, dù không có đủ phước mà mấy ông thầy áo vàng thời nay ngồi mai á, là mùa này nó không có mũi cắn không à, nó chỉ có con gì nó bu bu mình á, buồn mắt quá không, không có mũi là cũng đỡ lắm. Thì bữa hả ngồi ngay gần cái đống phân bò cách có ba bước. Sao nó hơi hôi, mùi kỳ kỳ. Điển thiên này đâu có mùi hôi. Nhưng mà nhìn lại không có chỗ ngồi, thôi kệ nó, phải ngồi gần đống phân bò. Lại phân bò nó cũng mới có buổi sáng, chừng cái vài tiếng mình ngồi cái bên. Nó khô cũng đỡ. Ngay vậy đó. Mà được có một cái là tên của sư phụ là trong Google người Việt Nam khắp thế giới tìm là mỗi ngày 260.000 tới 300.000 người đi tìm cái tên sư phụ. Tức là họ tìm hiểu á. Cái người nào mà được nhiều trên Google search là sư phụ là người trên nước Việt đi tìm tên nhiều nhất. Nghe mệt chứ mà kiếm gì ăn. Speaker gì nữa. Ngồi ở đây có ít người nói là nghe hết rồi phải không? Đâu cần speaker đâu. Hả? Ngồi nghe mệt. Nhớ á, đeo dấu thiền tâm vô nha. Có bệnh trong người á. Tên gì em đó? Tên gì? Cái này giống mấy con mấy ở với ai làm từ thiện cái gì ở chỗ này á, mình phải coi cái đồng từ thiện á, nó cũng phải có gốc có gác. Một cái ngôi chùa hay là một cái nơi linh thiêng như Thiên Long Giang chúng ta, nó phải là tâm của nhiều người. Cái người nghèo nhất cũng tới đây khấn cái nhang thành kính cũng là cái tâm. Thì nó mỗi một người chúng ta đều có công đức có cái lực thì cái nơi này nó mới bền vững. Còn một cái nơi nào mà một nhóm người mà ở đâu tiền trên trời rớt xuống mà họ xây đó, nó không có bền đâu à. Em ơi, em có cơm trắng không? Cho anh chén cơm trắng ra, đừng lấy gì hết, xịt nước tương được rồi. Bây giờ chỉ cần mặn mặn với no thôi. Xúc miếng cơm trắng ở đây có canh không? Dạ, canh. Nói cho sư phụ xin chai nước đi. Dạ, dạ. Có canh rồi, canh này nè. Cái này làm canh không, nó cũng dễ nuốt lắm, sư phụ thích ăn vậy. Rồi được rồi, chứ giờ nó mệt nó hốc quá ăn không có nổi.
nhà tôi hết ăn gì nè, cái chiên trứng vịt kho ở dưới quê ta vậy đó, chan nước lạnh ăn cơm là ngon số 1. Mấy con thử đi, chan nước dừa ngon không? Dừa thì nó hơi ngọt ngọt phải không, nước lạnh dễ nuốt. Họ không nghe được cái tiếng này đúng không? Nhưng mà người Việt nghe được. Người Việt khắp năm châu, người ở Việt Nam trong nước cả 100 triệu người, họ cũng không bao giờ ngờ, không bao giờ hiểu nổi luôn. Làm sao có được, làm sao có được một người mà sống cùng một cái thời điểm, cùng một ngày, một cái thời khắc mà hai thế giới. Chỉ có một người duy nhất là sư phụ thôi. Nhưng mà sư phụ nói thật, thì có những người theo dõi những kênh và những cái chứng minh, và những lúc ba cái để sư phụ chứng minh cho tất cả người trên thế giới biết là sư phụ sống hai thế giới. Thứ nhất là sư phụ nói cái gì cũng trúng. Tiên tri thời nay là theo tháng, theo tuần á, nó không phải theo trăm năm nữa. Thứ hai, tất cả những vị tu và thượng lỗi lạc hay là Đức Giáo Hoàng này nữa cũng không có dám đặt cái bàn khấn mà tới trời. Con chỉ đặt bàn khấn cúng thường thôi. Tới trời là gì? Tới trời là tất cả các chư Phật và các chư vị, chỉ có thiên tử mới là được. Thứ ba, coi lên những người đó không có nghe tiên tri của những thời xưa của khắp thế giới tiên đoán đi. Thứ ba là chưa, nếu mà không phải là một người có chân mệnh, làm sao ai mà dám lập cái đạo lỗi lạc như những vô thượng sư hay là ông Lý Thường Chí cũng không có dám lập cái đạo nữa, chỉ là môn phái thôi. Nên nhớ nghe, lập đạo mà là không đúng là mệt lắm á. Thì những cái đó, cái người mà vô minh nhất họ cũng phải biết ngồi họ phân tách á. Cái thứ ba, mà cái thực tế nhất, trên đời này không có ai mà lấy tiền cá nhân mà đi đổ ra không à. Chưa bao giờ gây quỹ xin ai đồng nào. Còn những và thầy hay những cả luôn những thầy Tây Tạng, cá nhân những ông cha, bất cứ cái tổ chức từ thiện nào của nhà thờ hay là Công giáo hay là Phật giáo, đều cuối cùng rồi là gây quỹ xin tiền không. Hội Thiên chúng ta có bao giờ nghe cho hụ xin tiền không? Tiền là ma quỷ. Cái tâm mà thương sư phụ, thương cha, đó là tiền của sư phụ. Thành tâm với cha mẹ, đó là cái sư phụ rất là cần. Mấy đứa con lỡ như đi về nhà hay là đi gặp ông thầy nào ông chùa, mấy ông xuyên tạc sư phụ, ông dùng đùa ngải hoặc là ông dùng những lời nói ngọt ngào để mà làm mấy con chấp tướng sư phụ bỏ thiên tướng kiệt này. Nhưng cũng đừng có bỏ cha bỏ mẹ, phải tin có Thượng Đế, tuyệt đối phải tin thì được về trời. Có thể bỏ sư phụ, tại sư phụ chỉ là người truyền tin, truyền cái đạo. Nên nhớ, tại vì mình khi mình rời khỏi nơi này, hôm nay ngồi đây có duyên gần sư phụ thì thương sư phụ, nhưng mà đâu biết về nhà vợ con anh em hay là ông thầy nào á, mấy ông nói sư phụ là tà, rồi lỡ như con tin ổng thì bỏ sư phụ mà tin ổng, nhưng thì cũng được đi, nhưng mà đừng có bỏ cha của mình. Là Thượng Đế là thật, thời nay chỉ có Thượng Đế mới cứu quả địa cầu chúng ta. Phật Thích Ca hồi nãy sư phụ đã giải thích rồi, đã nhập niết bàn rồi,
Cho nên chùa nào cũng làm tượng Phật nằm không là vậy á. Đó là lời sư phụ khuyên là vậy đó. Rồi sau này tỉnh ngộ quay đầu lại, sư phụ ba ngày đã là thầy trò rồi, như cha con không bao giờ nước mắt mà chảy ngược đâu. Đói bụng quá chưa, giờ ăn cơm ngon như thế này. Thôi đụng chạm. Nhưng mà sư phụ nếu con khởi cái đề tài này, sư phụ sẽ nói như vậy. Sư phụ thường tấu về trên thiên đình, về ông thầy Pháp Hòa, về những cái hiện tượng những thầy giả thời nay á, như ông Thích Trúc Lê Minh hay thầy Nhật Từ, thì hôn tấu cho trời chứ nè. Họ là giả so với Atula về đây đa số. Rồi cái mấy gì mới nói chúng sanh họ vô minh đó. Nếu mà họ tin thiên tử, họ tin thái tử, họ tin cái thời tận tế, họ tin Thượng Đế, họ tin Phật Di Lạc là người hiện bây giờ là đang tiếp nối để mà dựng cái lăng nghiêm, dựng cái đạo Phật trở lại, tức là đang mạt pháp, thì đâu có cần những Atula, những giả so này. Vì chúng sanh có cái nghiệp, họ không có cái trí tuệ, họ không có đuốc đi. Còn mấy con là đi đôi hia bảy dặm, đi ngang cái là gặp sư phụ, gặp thiên tâm, gặp cha, gặp mẹ, là mấy con có đại phước hơn là cờ gù cờ gạch, đại phước hơn là con chiên. Thì để cho những người nào có nghiệp của người đó, cũng như ở tù cũng phải có người cai ngục chứ. Cai ngục nó dữ lắm á. Hồi xưa nó cũng ở tù rồi nó cũng xăm mình, rồi từ từ nó ra tù nó mới thành cai ngục. Thì cái thế giới là như vậy, đâu phải một bước một là có phước gặp được thiên tứ kiệt này đâu. Thì phải cần họ có họ. Thì sư phụ phải cảm ơn những cái người này, họ bầm dập. Cũng giống như những không có những cái chuyện giống như hồi xưa mấy đứa đệ tử của thụ là toàn đệ tử thầy Roma, thầy ông Phúc dạy bái thiền tầm bảy á, tạ không á. Họ không bị bầm dập, họ bị không bị bế tắc kinh mạch thì làm sao họ về núi để mà xua giải được họ. Họ bị điên á, chết sớm nữa. Với nãy thụ nói cách mà để nhận diện một thiên tử giả thì làm gì có thần thông, làm gì có rồng hộ mạng, làm gì trị bệnh được tà hay là ma quỷ được. Cái đó là thiệt đó, con hiểu không? Nó những người mà về núi Thiên Long Sơn hơn phân nửa là đều bị bệnh gọi là bệnh trượt á, chứ không giải hết. Mấy đứa hồi thiên gần với hộ đứa nào đấy mà cũng phải tươi tỉnh. Họ thiên chúng ta căn bản là ngày nào cũng phải yêu đời nghe, cũng phải aggressive phải không, năng động phải không. Và đồng thời không có bị nhức đầu, không có bị giống như bị người ta ém, mấy đứa con bị trượt ém á, nó làm mình khó chịu trong người lắm, nó có giờ á, tại vì nặng nó ém mình á. Những đứa hội thiên xung quanh á là không có bị, là cứ gần sư phụ là có cái điển thanh bảy dòng hào quang của sư phụ là phủ hết cái vùng này. Hôm nay ai ngồi đây là may mắn cả năm á. Mấy cái người thiên tử giả, mấy ông thầy giả đâu có mấy cái này. Cho nên có những cái mà nếu mà người á, mà đừng có hồ đồ, đừng có làm mất duyên kỳ này, đừng có gọi là làm những cái chuyện mà phạm thượng lớn á, thì họ phải ngồi nghiên cứu. Sư phụ thường nói họ là nửa người phàm, nửa không phải người phàm. Nửa người phàm thì đang ăn cơm, nửa không phải người phàm là những lời bông hoa, những lời hay ý đẹp để mà lưu truyền nhân loại, để mà khi ai mà nghe những cái lời sư phụ nói á, vô trong cái tai á, cộng lại sư phụ có cái điển thanh á, sẽ nhớ. Khi nhớ lại gì giống như khẩu quyết, cũng như võ công vậy đó, ai đụng tới mình là mình đánh vậy đó. Thì lời của sư phụ là truyền cái khẩu quyết, truyền cái tâm ấn, để khi mấy con ra đời á, gặp những cái chuyện mà bức xúc
hay là lên cơn giận khi con mình làm gì, mình không có nên tát nó bạc tay. Có nhiều người không kềm chế được lấy súng bắn nữa đó, là vì họ không có phước để nghe được cái âm thanh của sư phụ. Những người nghe được cái âm thanh directly sư phụ là có cái điển thanh, không có làm những cái chuyện đó thì con được cái gì? Không bị tử hình, không bị ở tù, không bị mất nhà, không bị mất tài sản. Nhiều khi mình nóng nảy với một người nào chỉ vì ăn gian ăn lận mình, hay là mình về nhà mình thấy vợ mình đang nằm với ai, mà hôm nay mấy con mà ngồi đây nghe những lời sư phụ nói, sư phụ là nửa người trời nửa người trái đất, thì mấy con cũng đã cảm nhận lại cái xác này vô thường. Hôm nay mấy con về nhà thấy con vợ mình nằm, chúc bà vui vẻ nha, bảo đảm mấy con có cảm giác đó. Còn mấy con mà không có nghe lời sư phụ mà về nhà không nghe âm thanh sư phụ để mà truyền vô á, là mấy con vẫn là người phàm, sân si lên liền, tại mình không biết là lúc đó làm gì, vô tủ để cái rầm là bị gì đó. Nó quan trọng là chỗ đó, gặp sư phụ hay không gặp sư phụ là chỗ đó. Cái gì? Thì có duyên, con có duyên mà. Nếu không có duyên thì làm sao mà sư phụ có 5-7 nghìn đệ tử ngày đêm á? Không có ngày nào sư phụ được nghỉ ngơi 365 ngày luôn ở Thiên Long Sơn. Ngày nào cũng có người về thăm, có những đứa đệ tử ruột á mà về Thiên Long Sơn, phụ ở Houston về sư phụ cũng không nói chuyện nữa, tại sư phụ dành cái hơi để nói chuyện với mấy người ở xa ở lạ. Còn thầy trò ở gần thì không gặp kỳ này gặp kỳ sau. Nhưng mà 365 ngày, chưa có tính thứ bảy chủ nhật mấy con coi clip á, trời ơi khủng khiếp, đông dữ lắm, lúc nào cũng vậy. Thì là cái gì? Người ta cũng còn có một chút xíu là nhân chi sơ tánh bổn thiện đó. Nhưng mà một lần đâu ngộ được. Mấy vị Phật dạy sư phụ á, mấy tổ á, là con á là phải giống như là xương á. Lúc đầu á, mấy năm trước xương từ từ thấm đất, sau này á sư phụ cũng vẫn còn nhiều người không hiểu sư phụ luôn. Thì lúc đó một vị lớn khác nữa, con á giống như nước nhiều thấm đất, tức là phải nhẫn nại, rồi từ từ á họ mới ngộ, chứ không phải một lần về núi là ngộ. Một lần về núi đầu tiên là họ chỉ xin cái đồng tiền hồi nãy để cho cái cơ sở họ phát triển, cho con của họ ban đêm đừng có bắn game, đừng có bị ma rồi thôi, đại khái gì đó. Rồi lần thứ hai á, họ thấy có hiệu nghiệm á, họ mới về. Đâu ai ngu đâu mà đưa cái chán cho phụ dễ liền con. Không có. Mà giàu có đưa thì phụ cũng không nhận liền nữa. Mà cái người mà vừa qua mà đưa cái chán cho phụ dễ đó, là họ đã nghe chị em bà con Việt Nam á, đã nói nhiều rồi, thì họ tin theo những người đó, sư phụ cũng không chấp nhận. Họ sư phụ muốn bản thân đích thân người đó phải có cảm nhận kìa. Chứ còn đa số về núi bỏ cái vé bye bye. Hả? Thì đó là sư phụ đang truyền tâm ấn cho mấy con để đừng có bớt sân si đó. Còn nghe trên đài nó cũng có hiệu lực nha, nhưng mà nó chỉ là giống như năm thôi. Còn cái này mới là vô 10 luôn nè. Ở trên thế giới, tại sao qua cái mùa Covid ai á mà bắt cái clip của sư phụ đọc kinh thì càng tốt, mà clip nói chuyện thôi, bảo đảm người đó sẽ ngủ được, sư phụ guarantee. Là vì khi sư phụ xuống trần á, sư phụ có những cái lực, mình dùng cái lực thôi để mà làm cho nhân loại cái tâm bình an là chủ yếu, để mà qua cái thời sàng lọc, qua cái thời tâm con người bây giờ á, không có ai mà tịnh tâm được á. Tâm nó xáo trộn thì đầu óc mình xáo trộn, đầu óc xáo trộn dễ cau có, đúng không? Thì những người lớn tuổi đa số là nhìn thấy tùm lum xung quanh, tiền bạc nhà cửa con cái mà ngủ không được, chỉ cần bấm cái clip sư phụ sẽ ngủ được. Tại trong đó sư phụ mẹ với cha đã cho sư phụ có cái thần lực đó để làm cho nhân loại được bớt khổ, dùng chữ là bớt khổ. Rồi cứu khổ là tự của con phải cầm đuốc đi nha. Tha lực là sư phụ cho, cha mẹ thượng đế và Phật cho. Cầm cái đuốc đi là cầm cuốn kinh, rồi sau đó theo dấu thiên tâm để đi đâu á,
mình có gặp cái chuyện gì buồn hay là mình đứng chờ một cái line nào làm giấy tờ á, mình cầm cái này á, mình mấy vị đứng ở đó, tại chỗ nào cũng có ông thần thổ địa đó, mấy vị có thể biết mình là người hiền và đồng thời làm cho mình có thể may mắn, giống như thi quốc tịch Mỹ, ai mà đéo này là bảo đảm đậu được hết thiệt á. Tại vì mấy ông thần ở đó, mấy ông biết người này là người tốt, hôm nay là cái dấu này là cái dấu của ai là mấy ông biết. Cái dấu này rất là quan trọng trong cái thời đại này. Hồi lúc những năm đầu mấy đứa mà làm dấu này bên Việt Nam á, rồi nó cũng là tâm thành lắm, rồi nó xin phép sư phụ cho nó làm, tại sư phụ không có ham tiền, sư phụ làm á, sư phụ giờ làm gì cũng nhiều tiền, làm nón hay làm gì á mà mang tên sư phụ là cũng có tiền, sư phụ không có mua làm vậy, sư phụ cho người Việt Nam làm, thì tụi nó xin phép. Con có biết mấy đứa làm á, nhiều lắm á, con nghĩ bao nhiêu. Thì họ thiên cũng vậy, họ thiên chúng ta là không có ban bệ, không có marketing, không có ai mà nói những lời gọi là không có thật. Những lời sư phụ là thật thì hàng đệ tử xung quanh cũng phải là thật. Mình dùng cái tâm thật để mình đi độ đời và phục chúng. Mình không có cần phải phô trương hay lên mạng hay là nói gì. Mình ngồi đây, mình không có biết, nãy sư phụ không biết được ngồi đây nữa, tưởng đâu ngồi ngoài kia. Thì cái gì nó cũng phải là thật. Thì sau này á, con có biết cái thật đó, đó mà hôm nay á, là mấy chục triệu người đeo cái dấu này, trong đó có hàng lãnh đạo Việt Nam á, rất là đông á, mà đeo dấu trong người thôi. Nên họ thiên là tự đốt đuốc đi là chính, phụ cho cái tha lực, tự phải đọc kinh, tự phải biết về Thiên Long Giang, ít nhất là một tuần á, cũng phải đi vô đây một buổi, cầm cái nhang khấn là chạy ra cũng được. Giống như mình làm đâu ở đâu á, mình vô đây một tiếng đồng hồ, đem một bánh mì đó ngồi đó ăn, vừa hoặc là vô khấn ông Sơn Thần ở đây ở ngoài cũng được, không có hai nhà. Thì là mình có phước, mình cầm cái nhang mình khấn cho ổng một cái. Thì khi mình về nhà mình thì nhà mình cũng là ổng cai quản, ổng cũng là thổ địa ở khu nhà mình luôn á. Thì mình biết mình được biết bao nhiêu phước lộc. Mà cái này những tiểu bang khác nó không có phước, chỉ có Texas, Houston là có đại phước. Tại vì có ông A Hồ Thu nói tên ổng luôn, nói tên một vị thần cho dân Houston biết đâu phải là chuyện bình thường, như phải xin phép ổng á. Bây giờ cả Houston ai cũng biết là trong nhà mình có ông A Hồ. Rồi cả khu thương mại Hồng Kông, nguyên cái khu đó ổng cũng cai quản, muốn lên muốn xuống muốn phồn thịnh phải xin ổng. Ổng cho thì lên, ổng không cho thì từ từ băng rắp si nghe, đóng cửa. Đó là thật. Chỉ có dân Houston ngay chỗ nơi này mới là đại đại phước. Dân ở San Jose, Berkeley, Thiên Long Sơn không có phước. Là vì ngày xưa sư phụ đi tu năm 2007, bỏ cái building gần 7 triệu bạc. Rồi sư phụ tu theo Đại Thừa, thì lúc đó cả chục nghìn Phật tử rất là thương sư phụ, là một người giống như bỏ vợ bỏ con. Thì lúc đó bà cũ bà vô chùa bà cứ chửi tối ngày, bà nói ông đi tu ông không có cần building bự như vậy. Mà sư phụ lúc đó có 4-5 cái building cho hãng của bà luôn, cho building luôn, bà cũng vẫn dành cái building đó. Thì nó tóm tắt lại, thời sư phụ đi tu có cả chục nghìn đệ tử thương sư phụ, và sư phụ gia viên tất cả những hòa thượng trên thế giới, người Việt Nam á, hòa thượng nào cũng biết sư phụ mà. Chỉ sau này có cái clip mà lễ quán đảnh á, hòa thượng Thích Thán Quang á, làm lễ quán đảnh cho thiên tử đó, là ổng có thần thông á. Tại vì xuống trần cũng phải giống như là cái buổi lễ giống như đăng cơ vậy đó. Thì hòa thượng Thích Thán Quang ổng vừa mới mất hồi mấy tuần trước. Phật tử họ chấp, họ không tin Phật Di Lặc, cộng với mấy ông thầy tu mà chưa có mở nhãn thì đâu có biết sư phụ là ai. Rồi đến lúc mà sư phụ phát tâm mua Thiên Long Sơn năm 2014, thì sư phụ thờ, sư phụ tiếp xúc với mấy vị thần Hồng Thiên Sông Núi nước Việt, tiếp xúc được với Hòa Thượng Tế Công, Tổ sư Bồ Đề, tiếp xúc được với Phật A Di Đà, tiếp xúc được với Phật Dự Sư. Đại khái là chuyện gì cần vị nào thì mình vị đó dạy sư phụ, Phật Bạn Âm cũng tiếp xúc. Nhưng mà về mặt mấy ông thần mà sư phụ thờ ở ngoài phía ngoài chỗ Thiên Long Sơn á, mà nhìn xuống á, có ai qua bển sẽ biết.
mấy Phật tử chửi: ô, anh Kiệt tu ngồi thiền, anh tu ngồi thiền rất là giỏi nghe, sư phụ ngồi thiền giết già không à, ngồi một cái làm 3-4 tiếng nè. Thì mấy bà đâu có hiểu gì đâu. Mấy bà nói là mình tà, tại vì mấy ông thầy trong chùa chỉ thờ Phật A Di Đà, Phật Quan Thế Chí, Quan Thế Âm thôi. Mấy trong chùa không bao giờ thờ thần hết á. Còn sư phụ tiếp xúc với mấy vị thần, mấy vị thần dạy sư phụ rất là nhiều thứ về mặt đời. Thì sư phụ thờ những cái tượng ở ngoài đó, còn thờ luôn Long Dương rồi này nọ nữa. Thì cho nên bị người ta chửi là tà. Mà toàn là ai chửi? Những người vô chùa của mình, ăn ở trong chùa của mình, tại vì sư phụ là đại thọ hết. Rồi đọc kinh là của mình in ra, bồ đoàn của mình đi mua, ế vệ tinh là sư phụ. Vậy mà không biết cảm ơn, biết tu, biết Phật, mà bước ra khỏi chùa là chửi thằng Kiệt. Nó bây giờ nó tu thành tà rồi, nó thờ thần tùm lum trên núi. Rồi đến lúc mà ở trên mà ra bài kính thiên cha mẹ kêu lập đạo thiên tâm năm 17, sư phụ còn bị chửi tan nát nữa. Rồi ở trong chùa hai ông chủ trì, ông nào mỗi lần có bồ á, bị má bà Phật tử cạo gió cái là đi ra khỏi chùa á, đi ra ngoài nó im ấm hơn, để chùa sư phụ bự lắm, bự nhất ở Bắc Cali mà. Thì là ai bị chửi? Kiệt này bị chửi, Phật tử Senoja chửi nát hết. Tới ngày hôm nay cũng vậy, họ chửi sư phụ nhiều quá, họ mất phước. Rồi hôm nay họ biết mấy ông thầy đó cuối cùng có bồ rồi, cũng lòi cái đuôi ra. Thầy sư phụ đã bị chửi gần 50 năm rồi. Cái tiếng vang đầu tiên á, nói xấu sư phụ, thì cái người đầu tiên nói thì hôm nay sám hối. Nhưng mà họ đã lỡ một, họ nói 10 người, 10 người nói hàng trăm người. Cái tiếng vang nó cứ đi hoài. Những cái người mới nghe thì người ta đâu có biết. Cho nên cả cái Bắc Cali không có đủ phước để mà mang cái dấu thiên tâm bằng ở Houston này. Gọi là bụt nhà không có linh á. Cũng như Phật Thích Ca ngày xưa cũng vậy, phải đi hàng nghìn cây số thì nói chuyện người ta mới độ được. Chúa cũng vậy, về tới làng của ông là bị chửi, con cha thợ mộc chứ có gì lạ đâu. Cái hồ cũng bị y như vậy. Cho nên dân Houston ở đây có đại phước, mà cái này sơ khởi như vậy, mấy con phải gán nắm giữ cơ hội. Sư phụ không có làm gì tai tiếng, nhưng mà có những lúc oan ức trong cuộc đời tu hành á, không có giải thích được nghe. Bây giờ một hòa thượng đang nổi tiếng khắp thế giới, ổng có bồ, ổng đi ra khỏi chùa, mình biết rõ, ở trong ban trị sự biết rõ, có ai dám lên đỉnh chánh không? Tại trong luật Phật có cái nói áo vàng xử áo vàng, áo màu xử áo màu. Mà đụng tới áo vàng là phạm thượng. Mà sư phụ đâu có bao giờ đính chánh, cứ bị oan ức. Ngày nào sư phụ ngồi trên núi ngồi buồn, lâu lâu có một bà Phật tử lên á: Kiệt, tại sao con làm như vậy? Con là nhà từ thiện, bác rất là hâm mộ con bỏ hết tài sản hãng xưởng, con vô con ngồi thiền đọc kinh, đọc lăng nghiêm rào rào, mà tại sao á con lại còn chết? Rồi con đuổi thầy của con ra khỏi chùa. Trời ơi, bà nói rồi giờ mình cãi như thế nào? Con thiệt á là tạo một rừng công đức mà lại quẹt như quẹt hết. Trời ơi, đủ kiểu để mà bị trách móc, vừa bị oan nhiều lắm. Cuộc đời là bị oan ức rất là nhiều. Không phải họ vô minh, nói không qua không đúng, tại vì họ bị cờ gù cờ gật. Trong mắt sư phụ, mỗi lần mà khóa tu ở chùa Freeman, hiện giờ chùa Freeman đang còn á, đang hoạt động bệnh, trong mắt sư phụ nhìn cái 700-800 ông mặc áo vàng, cả mấy nghìn Phật tử chùa lớn mà vô áo chàng, rồi có những ông mặc áo nâu thì thị giả. Nhưng mà đa số sư phụ nhìn thấy mấy ông áo vàng á, không có hào quang. Trong mắt sư phụ, ai có hào quang sáng thì người đó tu đức độ. Ai có hào quang mà nâu nâu đen đen á, là ông đó không có đức độ. Chưa có ông nào mà sư phụ thấy được là ba dòng hào quang hết. Chỉ có mấy ông thầy Tây Tạng lâu lâu có ông Ấn Độ qua thì có 2-3 dòng. Trong mắt sư phụ là hào quang thôi, chứ không phải cái màu áo. Còn mấy con nhìn là nhìn màu áo. Ông nào tu cả đời á, là chùm cái mão đỏ lên là mấy con gọi là đại hòa thượng đúng không? Nhưng mà trong mắt sư phụ không có tính vậy. Nhưng có một lần á, năm 2014-15 gì đó, có lễ khóa kiết hạ, có một ông thầy nhỏ xíu mà đi đâu cũng bị mấy ông thầy bự sai như giặt vậy. Ô, đem cơm tới này nọ, trời ơi, la gầy ông đó.
nhưng mà sư phụ thấy ông Hào Quang sáng. Còn mấy còn ông sư phụ của ổng á, Hào Quang đang thui à. Nó đi ngược. Sau này sư phụ mới hỏi mấy vị là như thế nào. À, đó là một vị Bồ Tát. Còn mấy ông thầy cũng là người thường thôi. Hồi lúc mà năm những năm khởi đầu mà về chùa chiền tu hành á, sư phụ đi khắp Ấn Độ, đi tùm lum hết. Rồi gieo du với những thầy ở trên chiếc OV, nhà bự thì đóng cửa nhện văn vậy đó. Lái chiếc OV rồi đi vòng vòng chùa này chùa kia ngủ rồi đi tứ xứ. Single man mà. Thì gặp ai cái đầu gót cũng lại. Tại cái luật Phật tử là phải lại thầy. Những cái năm đó, trời ơi, học đủ kiểu. Mỗi một thầy sư phụ học mỗi kiểu, mỗi tánh hết. Thì có một ngày mấy vị trên xuống thái tử, cái đầu gối của thái tử á, có vạn á, không phải ai cũng mà lại đâu. Mấy người này phải tu hàng triệu kiếp á. Triệu á, chứ không phải nói nghìn nha. Một triệu kiếp á, cũng không có bằng thái tử nữa. Thái tử đã thành Phật rồi. Hôm nay thái tử chỉ xuống làm nhiệm vụ thôi. Nhưng mà đúng ngày đúng giờ, cái A Lại Gia Thức nó kêu mình phải buông hết. Đang làm chủ ngon lành đâu có ai cấm mình đâu. Chứ mà muốn làm tỷ phú như kiểu Elon Musk á, ngày xưa mở nhiều building đi, không, nhiều đó đủ rồi, giao cho vợ cũ hết. Mình chỉ cần cái building để mình đem thầy đồ vô để mà hoằng pháp thôi. Nhưng mà đến sau này á, đức thầy với mấy vị lớn mới gõ đầu, đó là nói là giống như cái thử thách đã qua rồi, hôm nay phải đi ra độ đời. Nhưng mà không nhờ năm 2007 cho tới mà sư phụ vô tu từ Thọ Bát Quan Trai, sư phụ cũng biết nghe. À, không được ngủ giường nghe, ăn một ngày một buổi nghe, không được ăn đói bụng ban đêm ăn. Tức là môn khóa tu nào của Đại Thừa sư phụ cũng biết hết. Thì mình mới biết là mấy vị chỉ cho mình biết một bề ngoài thì như vậy. Nhưng mà ở trong á, nó ê chề lắm, sư phụ dùng chữ ê chề thôi. Thử vô chùa mấy con sẽ biết. Thầy với thầy BD đánh ghẹn nhau. Em dâu của sư phụ chở ông thầy đi bác sĩ. Câu cổ hung ta, nhỏ nó đâu biết, nó bất ngờ đâu có phản ứng được. Nhiều chuyện ê chề lắm. Mấy cái giường á, gom ra toàn là bia với khô mực với tôm khô. Mình không có nói chỗ này nhưng mà nó nhiều cái lắm. Nhưng mà sau này mình mới hiểu, à, dầu sao á, cũng hơn là người phàm mặc áo đời như chúng ta. Cho nên sư phụ không muốn đụng tới thôi. Sư phụ sống từ trong chùa ra. Thì từ đó sư phụ mới biết được những cái gì mà để truyền dạy lại cho họ tử, đệ tử họ thiên. Sư phụ mới lập ra một, mới nghĩ ra một cái phương pháp. Mục đích mình tu không phải là cái hình thức và cái công thức hay là Thọ Bát Quan Trai. Mà mục đích mình tu là để sanh ra trí tuệ. Cho nên bây giờ á, trong cuốn Kinh Thiên Tâm á, chỉ cần đọc và lại sám hối. Và đi về nhà phải sống với hạnh phúc với chồng. Còn mấy bà Phật tử á, là muốn chán chồng, muốn vô. Thì mấy ông thầy nói thôi con bớt cái chuyện gần chồng con nghe, ngủ riêng rồi em. Sư phụ ngược lại khác. Mấy đứa đệ tử họ thiên mỗi tháng phải tốn 40 đồng đi Victory Secret về để mà mặc trước mặt chồng, rồi nấu cơm cho chồng ăn, rồi lúc đó con muốn ngồi nói chuyện gì chồng còn nó nghe, gia đình hạnh phúc. Chúng ta sống thế gian phải hạnh phúc thế gian. Pháp xuất thế gian nó không rời thế gian, không rời thế gian pháp. Con xuống thế gian mà con chối bỏ cái khổ thì làm sao về trời sướng được, đúng không? Con không có bỏ cái tham sân si thế gian thì về trời làm sao? Nó vẫn y nguyên à. Tại cái lại giải thích giống như cái máy quay phim nó quay, mà con không xóa những cái hình xấu thì nó cũng vẫn còn nằm trong cái sim, đúng không? Thì cái công thức của sư phụ là vậy. Cho nên vợ chồng phải hạnh phúc, đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Tức là khi mình đi làm á, mình cũng là chức lớn, supervisor, rồi làm nhiều tiền. Rồi đạo á, thì khi mà ngày nào giờ nào mình vô chùa mình đọc kinh, vô đây đọc kinh, này vô phòng thờ phòng đọc kinh thì đọc cho đúng. Chứ mình không có đi khập khởi, lúc đi lúc chạy, nỉa qua nỉa về, như nó như là xe đạp vậy đó. Phải là thăng bằng, đời với đạo phải thăng bằng, y như xe đạp thì mới là đúng, thì mới về trời được.
Còn nếu mà nói về cõi cổng trời, sư phụ nói rất là nhiều clip. Ở trên đó chỉ có một, không có Phật, A Di Đà, giảng sanh, cũng không có tiên là thấp hơn Phật, cha là cao nhất tầng trời đại la thiên. Phật là cũng giống như một nhà thầy giáo, ổng có lực rồi có tiền, ổng nói ok tôi lập Tiên Long Giang rồi về đây tu, rồi vô đó thành bông sen đại khái vậy thôi, chứ tất cả các vị Phật đều dưới quyền của cha hết. Ây da, chú phụ đi rest. Phật Di Lạc hả? Đức Phật Di Lạc chính là đấng cứu thế 13 của thế giới này phải không? Hello. Lấy cái kia đây, hai cái này dùng rác rồi mấy. Trời ơi, đi hát dạo mà cũng đồ dởm nữa. Nhưng mà cả thế giới nghe chán chết. Rồi lấy cái kia bỏ qua. Ủa, tính không có thử gì chứ. Phật Di Lạc. Di là đời sống, lạc là an cư lạc nghiệp, đó là một danh từ. Phật Di Lạc số 1 là đang nằm ở tầng trời đâu trước thiên, đạo thiên tâm chúng ta có cả nghìn năm trên trời. Di Lạc thứ hai đây sẽ làm cho thế giới an cư lạc nghiệp. Sau này kiệt về trời sẽ có Di Lạc thứ ba. Chỉ có kinh điển của Phật Thích Ca và tất cả kinh điển và những nhà tiên tri có nói, dùng cái danh từ là chuyển luân thánh dương. Chuyển là một cái thời đại mấy nghìn năm, từ một cái xã hội cùng cực như chúng ta thời nay, mạt pháp đủ thứ, không ai nói ai nghe. Liên Hợp Quốc nói NATO không nghe, NATO nói Mỹ không nghe, Mỹ nói nghe không nghe, tức là loạn cào cào. Thì cái xã hội không còn đạo đức, không còn nhân bản nữa, không còn cái gì gọi là lý thú để sống nữa, đúng không? Thì Thượng Đế mới cho một người con của Ngài xuống trần để chuyển cái bánh xe của nhân loại đi vào một cái thời đại văn minh hơn, hiền hòa hơn. Thì đó gọi là chuyển luân. Luân là luân hồi, thánh là một vị Bồ Tát, nhưng mà trong tiếng Việt gọi là thánh, thì đó là sư phụ. Dương, dương nghĩa là thiên tử, người đó phải là con trời mới được lập đạo. Nếu không phải con trời, không ai xuống dám thế gian lập đạo nha. Thì trong bao nhiêu kinh điển, cả trong Tam Đại Tạng Kinh, những vị thầy cũng có học. Và tên của sư phụ đã nằm trong kinh điển của Phật Thích Ca cách đây mấy nghìn năm rồi. Lúc mà Phật Thích Ca ở còn tại thế, là có Thiên Tướng Kiệt này đứng bên cạnh Phật rồi. Phật đã ấn chứng cho sư phụ rồi, là một cái tiền kiếp thời đó. Cho nên sẽ có cái chữ Di Lạc, mục đích là cái quả địa cầu chúng ta trong tương lai không còn chiến tranh, không còn Covid là môi trường, không còn Trung Cộng bàn tay sắt nhuộm máu đỏ thế giới, sẽ không còn độc tài, sẽ không còn mấy anh chùm khăn bên mấy anh chùm khăn. Cái mà quan trọng nhất, mình là người Việt Nam, sẽ không còn búa liềm sẽ sang trang á, mấy vị nói sao vàng bản đỏ sẽ rụng đầu nay mai, cái đó là chuyện của mình, thì đó là thật. Thì một chân mạng của đã thừa lệnh bề trên, mang sứ mệnh quan trọng xuống trần để mà làm cho nhân loại hiền hòa trở lại, và đồng thời đưa ra một cái công thức mới. Vì Phật Thích Ca đã nhập niết bàn, cho nên nãy sư phụ có nói là Phật đi qua cái thời đại của Thích Ca tới thời đại Di Lạc. Thì thời đại Di Lạc là có người chúng ta, là mấy đứa nhỏ con cháu của đệ tử đó, cháu ngoại nữa, nó thanh minh hơn, nó sẽ tiếp xúc với người xám, là người lùng á, bốn tấc bốn thước á, bốn tấc hả, mấy thằng đó nó thông minh lắm, thì nó sẽ sống chung với chúng ta. Cái quả địa cầu chúng ta đã xoay chuyển bữa về động đất, thiên tai, lũ lụt, núi lửa, chuyện gì cũng xảy ra hết. Thì người xám sẽ sống chung với mình,
Lúc đó nhân loại chúng ta đó, nó không có còn như ngày hôm nay hung dữ nữa, mà vừa văn minh, vừa hiền hòa, vừa có technology nữa, thì mới gọi là thời Di Lạc. Sau này á, mấy con có tưởng tượng á, mình không có cần cực khổ để đổ xăng thật sự á, là sau này nhân loại sẽ xài một cái nhiên liệu khác. Rồi chúng ta không có cần chế bom nguyên tử để mà răng đe chúng ta. Lỡ như nó bị nổ ra rồi có phải là cả thành phố nó bị chết không? Chúng ta phải đi, những sau này chúng ta không có cần phải đi 2 tuần lễ đi qua Hải Ngoại, đi du lịch hay là tắm bãi biển. Mà mỗi lần 2 tuần chúng ta đó, là chúng ta đi qua thành Quả Tinh hay là sao thơn đó là Mộc Tinh để du lịch rồi 2 tuần quay về, thì sau này nhân loại sẽ văn minh vậy đi, là tới mặt trăng lúc đó là sát bên cạnh này, nó là sát vách nhà mình này. Đó là nhà, là đời sống như vậy. Cho nên hôm nay sư phụ là một vị chuyển luân thánh dương xuống để nói lên những cái gì sự thật ở ngoài dãy ngân hà. Ở trong đó chúng ta không phải là người quả địa cầu này, nghe, tất cả người ngồi đây đã từng đi qua khắp dãy ngân hà rồi. Mà chúng ta cũng không phải là người Việt nữa. Ngày xưa có nhiều đứa là người Mỹ, người Phi Châu, người này người kia, giống như Tấn Đại Tử mình á, hồi kiếp trước nó là người Đức. Hồi đệ nhị thế chiến á, nó đi làm lính Đức Tấn rồi ta. Hơn đó, nó là lính mà lúc nó bị không biết bị Nga bắn hay gì á, cho nên bây giờ nó vẫn khoái súng, nó vẫn nóng, tại nó đang lính mà, trời, đang đi đi bị bắn tỉa. Cho nên thưa coi cốt tất cả các đệ tử, nó sắc phàm chỉ là một cái phù du ảo ảnh, một cái áo thôi chúng ta thay. Thưa cũng đâu phải là người Việt Nam, tại vì cha chọn nước Việt Nam sau này thống nhất thế giới thì sư phụ mới đầu thai Việt Nam. Ngày xưa sư phụ là Châu Văn Dương mà, Diệt Trụ Dương là ông Đắc Kỷ Ho Gà à. Rồi có một thời sư phụ làm người Do Thái, cái ông bị đóng ma cái đinh. Cho nên chúng ta đừng có phân biệt chủng tộc. Đó là lý do tại sao trong tương lai Đạo Thiên Tâm không có phân biệt chủng tộc. Đó là vì sư phụ đã chuyển thế rất là nhiều người. Sư phụ từng làm vua rất là nhiều quốc gia trên thế giới, không phải chỉ riêng nước Việt. Thời Phật Di Lạc là thời đó mới dùng cái chữ danh từ là Di Lạc. Sau này Đạo Thiên Tâm nó có Di Lạc 2, Di Lạc 3, Di Lạc 4, cũng như Đức Giáo Hoàng 1, Đức Giáo Hoàng 2 vậy đó, theo cái hệ thống giống vậy. Thì cái Đạo Thiên Tâm là cho toàn thế giới. Ở ngoài kia, những cái hành tinh kia, cái môi trường nó khác, cái khí hậu nó khác, cho nên cái con người của nó khác. Con người chúng ta đó mỗi ngày phải ăn cơm. Cơm là từ đâu ra? Cơm là từ đất. Chúng ta có cái chất đất trong người chúng ta. Mỗi ngày chúng ta uống mấy chai nước là có nước, đúng không? Trong người chúng ta có cái hơi ấm là lửa. Chúng ta phải thở là có gió. Thì chúng ta có 4 thứ để mà cấu kết lại thân mình. Còn cái những hành tinh kia nó không cần thở, nó thở khí carbonic, cho nên người nó không có già. Còn người mình á, để đồ ăn hay làm gì hay đi ra đường chút nắng hay là 2-3 năm sau nhìn lại là wrinkle hết trơn, là già rồi. Cho nên một sư phụ xuống trần 50 mấy năm lại trên trời, mấy vị nói ô giống như nửa cơn gió thoảng ở trên thiên đàng tầng trời 36 đại la thiên, không có già, sư phụ không có già. Tự vì chúng ta qua đi cầu mình khổ quá, mình thấy nó chậm, giống như ở tù á, mà có một ngày đó là bằng ở ngoài đời cả năm vậy đó. Trên trời sướng không mà, trên trời cũng không có ngày nào gọi là ngày buồn hết. Xuân chúng ta là 365 ngày, khổ chúng ta chọn một ngày để làm xuân để vui. Trên trời ngày nào cũng xuân hết, xuân là hoa nở ở trên trời, có những loài hoa nở mỗi ngày. Cái này sư phụ nói mấy clip cũ, hôm nay nói lại cho mấy đệ tử này nghe. Cho nên trên trời toàn là sướng, không có cái khổ. Nhưng sướng quá Bồ Tát đứng trước mặt cũng không trân trọng Bồ Tát. Mấy chư Phật mà muốn giảng pháp ở tầng trời chả ai nghe hết. Cũng như ngài Hư Vân là Phật Quan Thế Chí giảng pháp ở Nam Kinh chẳng có mạng nào nghe hết. Có ông sắp ghế ra rồi cái sắp ghế vô 3 ngày liên tục. Rồi cái lúc đó Phật Quan Thế Chí mới hỏi chứ ông có cần câu hỏi nào không, giống như nãy sư phụ hỏi mấy con vậy. Ông nói tôi chỉ sắp ghế, tôi đâu có lắng tai nghe ngài nói đâu.
có phải buồn không? Bồ Tát xuống trần giảng pháp chả ai nghe. Thì trên trời chúng ta cũng giống vậy. Thì khi chúng ta trên trời á, là nó có phước, phước như giống như băng trong chung một xài hết là rớt xuống lịch bịch lịch bịch. Khi mà tóc tai bông qua mà nó héo nách mà hôi rồi á, là đầu thai xuống làm người. Mà đầu thai kiếp đầu tiên á, là con người thông minh, tướng mạo cũng đẹp. Rồi ca sĩ đầu thai xuống thì nó cũng đầu biết ca. Rồi nếu mà một kiếp mà mình ngộ liền á, thì mình về liền xuống đây để mà giống như chặt pin vô vậy, mà giống như điện thoại hết pin nửa đường vậy đó. Nhưng mà có nhiều người đâu biết, là cứ xuống rồi giống như đó mấy cái đứa mà tài hoa Việt Nam á, cứ tăng 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 rồi tạo nghiệp rồi bịch bịch rớt xuống tiếp, rớt xuống 10 kiếp rồi á, kiếp sau á không còn đẹp nữa, không còn mạnh khỏe nữa, thành ra người bệnh tật. Bệnh tật thì gì? Đi ăn cướp ăn trộm, tạo nghiệp tiếp, thành ra bốn chân. Rồi cái bốn chân, cái từ từ xả nghiệp bốn chân thành bò lấy thịt trả lại cho người ta. Bên kia không xài tiền, ai tham nhũng thì phải làm bò trả thịt bò lại. Chứ tham nhũng rồi đâu có đem tiền theo đó trả nợ lại cho nước Việt. Thì phải làm bò làm trâu trả nợ lại. Nhưng mà mấy ông ăn chó nhiều chắc làm chó nhiều. Để giữ nhà lại phải không? Thì cái gì nó cũng có nghiệp của nó. Rồi đến khi mà thành ra những người, những đứa khổ, nhưng vừa đẻ ra có 2-3 tháng bị chết, hay vừa trong bụng mẹ cũng bị chết, cũng là một cái khổ. Rồi lúc đó chúng ta trở thành những cô hồn cát đảng, là những con ma chơi á, ma đói ma lạnh. Đâu có ai nói ma ấm ma no bao giờ đâu. Tại vì chúng ta sống ở đời, chúng ta không có biết tu, không có biết cha mẹ, không có biết kinh điển, thì chúng ta trở thành ma chơi thôi. Ngay những người hiêu tánh hiện giờ nè, chết mà không có biết Thượng Đế là ai, là ngày mai thành con ma ba vòng vòng hoài á. Rồi ma vòng vòng về nhà, con cháu mình nó cũng không có nhận ra mình. Vô nhà hàng, chính mình tạo ra nhà hàng đó, mình vô nhà bếp á, nó cũng không có cho mình ăn nữa. Tại có ông thổ địa đứng đó đâu cho mình vô nhà của mình. Cõi âm cõi dương mà. Rồi lúc đó mình mới đi theo ma này ma kia, tạo phe, bến cũng cần có phe phải không? Gọi là cô hồn các đảng á, là đi theo. Gọi là ngạ quỷ. Người sống mà ích kỷ chừng nào á, là thành ngạ quỷ chừng đó. Rồi người có tội thì xuống ông Diêm Vương, ông xử cho một cú vài triệu năm vậy á, ở trong cái chuồng cọp mà đen thui à. Rồi sau đó đầu thai lên có bốn chân, rồi đội sừng mang lông đồ vô quá không, rồi bị con này con kia ăn đồ. Rồi từ từ mới thành người lại. Mà thành người đâu phải thành người Việt, thành người phía châu. Người châu là cái gì? Mặc sờ rong chạy vòng vòng trong rừng á, cầm cái chĩa đó, chĩa mấy thằng nai phải không. Rồi dài ba kiếp rồi bị mấy thằng nai sực lại, tại giết nai thế nào nai cọp nó cũng ăn à. Rồi cái có phước lên đường chút không, ở cái đầu thai thành người Nam Mỹ, người Ecuador hay là Salvador vậy đó. Thấy mấy thằng mà nó giống như thú không, xăm mình bị bắt mấy nhân chơi đó. Rồi cái bị dài kiếp vậy, chết yểu vậy, tới mấy đó đâu có sống dài thọ gì đâu. Rồi nó cũng là giống dạng vậy. Rồi cái phước hơn chút cái đầu thai thành Mỹ đen ở Mỹ, ở Houston mình lên cấp đi lẹ lẹ đi không, giải thích hoài chậm. Ở đây còn được phe rồi, cũng được Biden rồi binh nữa, số lượng đông để bỏ phiếu quá không. Rồi bắt đầu không tạo nghiệp thôi nghe, mà tạo nghiệp nữa. Rồi cái kiếp sau cái đầu thai lên thì nãy giờ những cái kiếp cái vụ nói là vẫn chưa có biết được đạo Phật, đúng không? Tại gần Phật với gần thầy là rất là khó. Ủa chỉ mấy con ngồi đây là gần ai rồi đó, thì nãy giờ Mỹ Đen nó đâu biết sự vụ lại đâu. Nó là đó là cái sau một kiếp Mỹ Đen nữa, cái đầu thai Mỹ Trắng mà thuộc dạng Mỹ Trắng mà đầm lầy nữa, thì làm gì biết có Phật có trời. Nếu mà Mike Pence hay là Biden, Hunter Biden hay cái đám ở trong quốc hội á, nó biết có Phật có trời, nó đâu có dám ăn hiếp 100. Cũng là mất phước. Nói chung là làm đã hết á. Rồi cuối cùng á, mà có đại phước 100 triệu người dân Việt Nam, thì bộ đang nói tóm tắt lại đi, là có đại phước đầu thai thành người Việt. Tại vì hôm nay Phật, Bồ Tát, Thánh Tiên đã hạ phàm vô nước Việt. Con của cha cũng đã đầu thai làm người Việt, nói tiếng Việt.
nói tiếng Việt thì mới có mấy chục triệu người đạo Thiên Tâm. Thì hôm nay đệ tử ngồi đây á, mà sắp sửa đi rồi đó, chưa đi đâu, sư phụ khấn cho con thêm 5-10 năm nữa. Mà đã là đệ tử của sư phụ rồi thì con còn là đại phước hơn tất cả những gì nãy giờ sư phụ giải thích. Còn hơn là hôm nay sư con không có mặt ở đây á, thì ngày mai con sẽ đi một vòng giống như vậy đó. Thì con nghĩ là bao lâu? Nó còn có nghĩ ra vậy không? Tức là tóm lại mình phải có đại phước, mình mới gặp Phật, gặp Pháp, gặp Thầy, gặp thiện trí thức. Cho nên sư phụ thường dạy tất cả đệ tử khi mỗi ngày ra đường á, phải khấn thưa cha thưa mẹ, tức là cha mình á, cách khấn thì sư phụ có nói nhiều vòng vòng đây. Ra đường hôm nay cho con gặp được thiện trí thức và người tốt tới gần, tức là người tốt tới gần, người xấu lên xe đi về. Thì mỗi ngày con khấn vậy á là con bớt biết bao nhiêu tai nạn. Lỡ như bữa đó con vừa có mớ tiền, con ra đường con gặp thằng nó dụ nó gạt, gặp người xấu nó làm một cú thôi, cậu ơi thì làm sao mà đi về trời được, bị sốc á, bị tức á, bị ta gạt. Cho nên mỗi một ngày mình gặp được người tốt mình phải trân trọng. Còn mình mỗi ngày chúng ta ra đường đâu phải có bao nhiêu người tốt, trong chín bước toàn là Lý Thông mà không có Thạch Sanh. Người ác nhiều lắm, không có người hiền. Thì mỗi ngày mấy con khấn cái đó thì bên gia giác của mình mấy vị hộ pháp sẽ gia hộ mình gặp người tốt. Người tốt tới rằng người xấu tránh xa. Thì một câu con hỏi hồi giải thích, thời Di Lạc là hiện giờ đang là thời Di Lạc. Chỉ có một cái là mình cuối cùng có bị cực. Nhưng mà bị cực đó là vì ngày xưa trong sấm cơ Đức Thầy có tả đó là Minh Dương Ngọc Lị Lợi Rơi gì đó. Thì sư phụ nè, thì mới sinh cha, mà lúc đó cha đã phán rồi là kêu là giống như đại hồng thủy với quả địa cầu này, giống như thời dinosaur vậy đó, là cho làm lợi cho dễ dạy hơn, cái thần hồn thanh lọc lại dễ hơn là thanh lọc vừa xác vừa hồn. Mà thù khóc xin lợi thì hôm nay thù phải ngồi đây phải cực khổ để mà đưa ra cái đạo, để người nào theo Thiên Tâm thì được qua cái màn này, để tiếp tục hưởng cái màn hạnh phúc sung sướng trong những năm kế tiếp. Bây giờ là mình giống như là 5 năm nay, từ lúc cô trước khi Covid, tận thế trước khi cô sư phụ lên mạng năm 2017-18, thì hôm nay nó đã đi vô cái dòng chung kết rồi, vô cái sân vận động rồi, chạy marathon giống như chạy 10.000 cây số đi. Thì hôm nay là sư phụ thấy nó giống như là vô trong sân vận động rồi, sắp sửa tới finish line. Thì cỡ tuổi này cũng sẽ nhìn được, gặp được Đức Thầy á. Tuổi này nè sẽ gặp được, tại Đức Thầy có hứa sư phụ là ta sẽ gặp con trên đất mẹ, đây là sư tổ của mấy con á. Tại sư phụ là đệ tử của Đức Quỳnh Phú Sổ, người ta nói ông chết thì kệ người ta nói, nhưng mà Phật trời không có chết, thì cả tuổi này sẽ gặp được, chắc chắn sẽ gặp được. Hello. Lấy hai cây microphone nãy cái. Thằng này nó làm lộn xộn, của vàng này nó để ngược qua vàng kia quá. Chỉ đổi cái vòng thôi. Vòng gì? Chỉ đổi cái cam thôi, có hai cái. Nhưng mà ý là thường nó là hai cái microphone kia có thể là máy này. Nè bây giờ đâu có nghe gì đâu. Mấy con nó có nhiêu đó thôi mà làm gì, làm sao mà nói chuyện được. Trời ơi.
cả trên thế giới cả trăm triệu người ngồi nghe mà toàn ở đồ dùng rác không, bởi vì thiên Nga Paris họ chơi mình đồ dởm. Nhưng mà Tết á mấy cái mà áo dài đẹp quá trời luôn mà được nhiều người coi, view quá trời view, vừa lên là 10.000 người coi. Mục đích chúng ta đem nụ cười cho thế giới đúng không? Chứ còn ban bệ mà tốn nhiều tiền kiểu đó chứ không có tiền để làm mấy chuyện rồi đó. Có đem cái lo bự tới chứ không? Mà không đừng, thôi dẹp, không nói nữa. Ok em, đành dẹp này luôn, khỏi cần gì hết. Để đi, đem mấy hai cái microphone kia tới. Cái thằng này á, làm như bề ngoài chỉnh trọng lắm mà cuối cùng á, hiệu quả chả được gì. Cũng giống như nãy vô đi tiểu, cần miếng nước rửa tay, không đưa nắp kinh. Thí dụ như muốn nghĩa là thích làm cho có cái hiệu quả, cái hình thức không có hiệu quả nên đừng làm vậy, thà đừng làm gì hết, còn cứ đưa rồi ăn tới đây có bao giờ vô ăn đâu. Hello. Cái này mới luộc vậy, cái này là thuộc về kia, nó đưa đầu gà đưa đít vịt. Đây giờ nó mới đúng nè. Mày đem cái đít vịt này đi con. Có nhiêu đó thôi mà nãy giờ lộn cả, con thấy bao lâu rồi đó, nguyên buổi sáng. Vậy mà đòi tao cho phụ về anh em. Trời ơi. Tức là hai bộ mình phải làm giấu từ ở nhà. Tại thằng kia nó hết pin mà làm cái này. Thôi nó có trúng không? Đâu có quan ước không tính đâu. Nãy giờ mình nói chuyện cũng lâu rồi phải không? Giờ mình đi về đi. Còn gì hỏi nữa không? Đi lạc rồi. Cái gì? Sao? Tiếng vang echo. Hello. Sao muốn hỏi gì? Ai chết? Con á hả? Lấy mắt kiến ra thì biết liền. Chín năm. Lâu mà. Thật sự số mệnh á, chúng ta xin thêm được nha. Thụ chỉ cách xin tuổi thọ đó. Về nhà con lấy cái dĩa bự. Hello. Xong cái xong cái lấy đổ nước vô cái dĩa bự. Cái lấy cái tô. Trong cái tô á mấy con để một cái ly hay gì hay cái chén á úp ngược lại. Trên cái chén á để cái đèn cầy. Cho nó cháy liên tục 24 tiếng. Còn ở dưới chỗ cái tô với cái nước á là nó có hai tầng đúng không? Nhiều tiếng vang echo. Thì lúc đó mấy con á bỏ bông hoa đó cho nó trôi trong đó, nó héo thì mình lấy ra. Rồi mỗi ngày á, ngồi đốt nhang rồi nhìn cái đèn cầy đó vừa thiền mà vừa sinh tuổi thọ. Thì cái cách sinh tuổi thọ tăng thêm là vậy. Phụ giúp nhiều người lắm, tặng thêm được 4-5 năm đi chơi. Chứ về làm nè. Đó là một cái hình thức để mà giống như một cái application, một cái submit, cái request lên trời á. Là thưa cha cho con sống dai hơn chút. Mình phải làm ra một cái mô hình thì bên trên nó dựa vào cái lời yêu cầu của mình đó, mới thuận ý mình. Mà song song nó cũng phải biết tu. Ai hỏi gì nữa không? Nói cũng nói nhiều rồi. Ngồi nhìn thôi cũng được rồi, đâu cần nói. Phải không? Nhìn. Vui hả?
gần sư phụ á, ngồi tới 2 ngày cũng không có đói bụng, cũng không thấy chán, tại vì cái hào quang sư phụ nó phủ. Còn như riêng sư phụ á, thì giống như có cục chặt pin nè, cái battery band, nhiều điện thoại ngồi đây quá hút hết pin, cho nên cũng cần phải đi về để mà chặt pin. Sư phụ về á, là ngồi thêm một tiếng mà ngồi thiền á, thì mới tiếp được cái phái đoàn nãy đòi về nhà gặp nữa. Chắc hồi nãy ở đây nhiều máy pin quá không nói được, về nhà không biết có gì nói. Mình làm từ thiện điều quan trọng nhất, không có gì mà khó nói trên màn hình đó. Trừ khi có cái gì mới khó nói đúng không, chỉ rất là basic, đơn giản thôi. Ừ, tự hiểu ý sư phụ nói vậy còn ngon mới xảy đi. Chỗ container nàng ngay chỗ đâu đây nè, đây cũng được nè. Đây. Nhiều tiếng vang echo. Chú Bồ tặng cho nhất việc bản nhạc ca tiên dở, nhưng mà cái lòng thành thì cũng là nhắc nhở nó còn đừng quay nha. Cương lĩnh này chỉ mới soạn thôi, nó có mười mấy điều. Cương lĩnh và ý thức chính trị của Đảng Thiên Việt là toàn thể những điểm chính yếu tóm lược để hướng dẫn Đảng theo đường lối chính sách xây dựng quốc gia, dân tộc phát triển. Cái này chưa có phải là final nha, final cho phụ phải trình về trên bài trên với Hùng Thiên Song nói approve. Thù làm gì cũng phải trình con này mình đọc để mình có cái khái niệm trước. Số 1, ý thức tổ quốc và dân tộc. 1.1, ý thức rằng quốc gia Việt Nam đã trải qua bao ngàn năm bắc thuộc, bị phong kiến, thực dân và cộng sản cai trị, đã đưa đất nước mất chủ quyền và nô lệ dân tộc, có nguy cơ bị đồng hóa và diệt vong. 1.2, ý thức rằng quyết tâm xây dựng quốc gia Việt Nam phát triển theo tinh thần nhân bản, khai phóng khoa học, văn minh và thịnh vượng, dựa theo nền tảng Thiên Tâm Đạo, tôn thờ Thượng Đế, quý trọng nhân sinh mạng, người Việt biết tu, sửa tâm tánh, đạo đức, trọng hiếu, nghĩa theo đạo lý, ngàn đời của dân tộc. 1.3, ý thức rằng quốc sách đoàn kết toàn dân lấy ân báo oán, người Việt Nam và các dân tộc thiểu số trong các trong nước Việt Nam, mọi vùng miền, không phân biệt gốc gác, chính kiến, phe phái, không phân biệt người quốc gia hay người theo cộng sản, tất cả người Việt có lòng yêu nước và yêu dân tộc Việt Nam. 1.4, ý thức rằng tinh thần quốc gia dân tộc, dân sinh, dân quyền và bình đẳng mới giúp dân Việt tiến bộ, không chấp nhận vay mượn tà thuyết ngoại lai, cộng sản Marx Lê chủ nghĩa xã hội và thuyết tiến hóa của Charlie Darwin. Số 2, nhận thức mục tiêu, nhận thức để thể chế chính trị quân chủ lập hiến là cần thiết cho Việt Nam, vì Việt Nam bị Tàu đô hộ bao nghìn năm phong kiến chuyên chế, cổ hủ cai trị thực dân, xâm chiếm chủ nghĩa cộng sản, tham tàn, dùng chính sách ngu dân, độc hại. Những độc hại này đã biến người Việt Nam thành kẻ mất tinh thần quốc gia độc lập, chịu chấp nhận làm nô lệ. Điều này đã dẫn dắt đất nước vào chỗ nghèo khổ, lạc hậu, triền miên. Có người trở nên độc ác, do đó cần một thể chế chính trị dương đạo,
trường kỳ luật pháp liêm chính, công minh, kỷ cương mới xây dựng lại được đất nước Việt mới hùng mạnh và nền giáo dục văn minh, nhân bản. 2.1 thành lập quốc hội, lập hiến, soạn thảo hiến pháp mới, đặt tổ quốc và quyền lợi tổ quốc dân tộc Việt Nam lên trên hết. Hiến pháp phù hợp luân thường đạo lý dân tộc Việt Nam và pháp chế tam quyền phân lập, lập pháp, tư pháp, hành pháp, vương quyền hành lãnh đạo tối cao. 2.1a quyền hành của hành pháp, trong đó có quyền hành của quốc vương. 2.1b quyền hành của tư pháp, quyền hành của quốc hội. 2.2 thiết lập và cải tổ hành chánh quốc gia, cần cải tổ nguồn máy hành chánh quốc gia từ trung ương đến địa phương sao cho phù hợp hoàn cảnh địa lý và xã hội Việt Nam. Nguồn máy hành chánh điều hành chính phủ không cồng kềnh, nhân sự phải gọn gàng, có hiệu năng dù quản trị. 2.3 hiến pháp mới tôn trọng quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Ngược lại, công dân phải tôn trọng và bảo vệ hiến pháp. Số 3, sách lược và kế hoạch phát triển, cần thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc toàn dân nhằm chỉnh đốn văn hóa đạo lý dân tộc bị chủ nghĩa cộng sản hủy hoại nhồi sọ lâu nay. Chương trình giáo dục này xây dựng trên tinh thần dân tộc nhân bản, khai phóng, khoa học văn minh và thịnh vượng. 3.1 công dân giáo dục nâng ý thức hiểu biết tôn trọng luật pháp quốc gia và môn học được nâng lên hàng quốc sách, có khen thưởng và xử phạt, duy trì sự học hỏi nghiêm minh. 3.2 đức dục là môn học nâng hiểu biết giá trị nhân ái, hiếu nghĩa, luân lý và trách nhiệm bảo vệ tài sản công dân, tài sản quốc gia để chấm dứt bản tính quen thói trộm cắp cướp giật do cộng sản để lại. 3.3 khoa học kỹ thuật không ngừng phát huy và áp dụng các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tân tiến phát triển vào nông kỹ nghệ thương mại của đất nước. Số 4 về quốc phòng và an ninh xã hội. 3.4a quốc phòng quyết tâm xây dựng một nền quốc phòng hùng cường để đương đầu với Trung Cộng và các nước tham vọng xâm lăng Việt Nam trong tương lai. 3.4b an ninh xã hội, xây dựng lực lượng cảnh sát quốc gia bài trừ tệ đoan xã hội, bảo vệ dân chúng và tài sản của đồng bào, giữ vững an ninh trật tự xã hội. 3.5 kinh tế quốc gia dựa trên động lực thúc đẩy kiếm lời của muôn dân Việt Nam để họ được sống sung túc, ấm no, hạnh phúc và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. 3.6 chính sách ngoại giao, mở rộng ngoại giao các quốc gia bạn lẫn thù, miễn sao có lợi cho quốc gia mình. 3.7 xây dựng xã hội để phát triển kinh tế. 3.7a mục tiêu chiến lược, kế hoạch có thể thực hiện cấp bách trong vòng 3-4 năm hoàn thành. Tất cả phát triển quốc gia muốn phát triển quốc gia, chuyển cơ cấu hạ tầng, phải phát triển cơ cấu hạ tầng trước: trường học phổ thông, trường học chuyên nghiệp, điện tử, trường dạy nghề ngắn hạn đáp ứng lĩnh vực cần thiết, bệnh viện, y tế toàn dân, đường xá, giao thông, trên bộ, trên sông, ngồi trên biển, từ đó giúp đỡ hỗ trợ sản xuất nông sản, hàng công nghệ nội ngoại thương, phân phối tiêu thụ. 3.7b mục tiêu chiến lược, tiếp nối kế hoạch chiến thực, nói lên phát triển mục tiêu chiến lược xây dựng phát triển quốc gia phú cường lâu dài. Số 4 linh động điều chỉnh những đề cương trên cũng cần linh động phù hợp theo mỗi giai đoạn lịch sử và khoa học phát triển của thế giới. Số 5 xây dựng đảng viên thiên việt tiếp trợ cương lĩnh. Đảng viên thiên việt là những công dân Việt Nam yêu nước. Đảng viên thiên việt ý thức. Đảng viên thiên việt là những nhà trí thức có chất ẩn với lòng dân tộc. Được rằng họ là những người có sứ mệnh được Thượng Đế giao phó góp phần cứu nhân, độ thế, giúp đời. Đảng viên thiên việt luôn đặt tổ quốc trên hết, trên tiên phong, trong vai trò phổ biến hướng dẫn thực hiện đường lối
sách lược của đảng nhằm xây dựng phát triển kinh tế quốc gia. Số 6, điều khoản quyết tâm hoàn thành thực hiện chủ trương cương lĩnh này giai đoạn hậu cộng sản. Đó là chỉ đọc sơ thôi, chưa có final. Chú phụ còn phải thêm bớt, rồi cha cũng phải đọc qua, mấy chư Phật cũng phải đọc qua cái này, rồi những vị hùng thiên sông núi như vua nước Việt là ngài Trận Đạo phải đọc qua, rồi tất cả những vị mà theo dạy sư phụ gần mấy chục năm á cũng phải đọc qua cái này.